hôn, quen người này rồi có con lên lên rồi. À. Người ta đi về nước rồi hai mẹ bỏ hai mẹ con ở Việt Nam một mình đây 6 năm này mất liên lạc luôn mẹ nên này. Nhịn 16 năm rồi bây giờ có hoạt động được không? Được thật đâu, có gì đâu. Nhưng mà không biết anh có thương con ta không? Bình. Dạ có, nói chung là xã hội mình còn thương không gì mà người mà phụ nữ đó mình thương mà có con là mình thương được, phải thương giống nhau hết. Đúng rồi. Mời nhà gái. Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Dạ, chị cứ để đây. Mời nhà trai. Chúc MC là anh Kiều Linh và Ngọc Lan và toàn thể khán giả mỗi ngày luôn được nhiều sức khỏe và niềm vui và trên công việc luôn tỏa sáng. Dạ, cảm ơn. Xin chào. Xin chào Lý. Ủa? Dạ. Chưa xong hả? À, mình người ở đâu? Dạ, em là con trai gốc Huế nhưng sống gốc Sài Gòn. Sống Sài Gòn? Dạ, là thành người Sài Gòn rồi. Mình vô đây bao lâu rồi? Dạ, em vô đây khoảng 6 năm. À, bạn tên là gì? Dạ, em tên thường gọi tên Cao An Bình. Hỏi với An Bình. Dạ. Đứng ngon là Cao lắm. Cao An Bình, nhiêu tuổi? Dạ, em năm 75. 47 tuổi. Khoảng bung mấy thôi. Mời nhà gái. Dạ, dạ, mời nhà gái giới thiệu về mình ạ. Dạ, em xin chào anh Huyền Linh với... Xin chào Ngọc Lan với mọi người trong trường quay. Em tên là Trần Thị Yến, sinh năm 1979, gốc ở Bến Tre. Bây giờ hậu khẩu em ở Long Thành, Đồng Nai. Dạ, dạ. Chị làm công việc gì? Công việc của em là may xuất khẩu đi Hàn Quốc. Mai. Bốc lửa lắm nha mọi người. Dạ. Yến ở Đồng Nai với ai vậy? Dạ em ở với con em anh. Con em anh. Em là mẹ đơn thân anh Linh ơi. À vậy à. Dạ. À, đơn thân con trai hay gái gì? Dạ con trai em nay 10 tuổi anh Linh. 10 tuổi? Dạ đang học lớp 4. Chị ta ông xã bao lâu rồi Yến? Dạ em hồi xưa giờ em chưa có kết hôn. Quen người này rồi có con Linh Linh rồi. À. Người ta đi về nước rồi hai mẹ bỏ hai mẹ con ở Việt Nam một mình đây 6 năm mà mất liên lạc luôn anh Linh rồi. À, rồi An Bình là làm công việc gì? Dạ em làm bên ngành mộc và trang trí nội thất anh. Mình đang có cửa hàng nào không hay đang? Dạ em đang đi làm cho tư nhân. Lại cái nghề này cũng có tiền rồi nha. Dạ cũng tầm tầm nhưng là nghề đồng hồ thì có tiền nhiều hơn. Nghề đồng hồ nào? Nghề sửa đồng hồ đeo tay này á. Nhưng mà em có nghề sửa đồng... nghề này có sửa luôn. Mấy năm. Dạ. Tình duyên sao Bình? Tình duyên thì em cách đây 16 năm còn quen một người mối tình đầu rồi thôi. Từ sau đó đến giờ tham ăn mình là thấy cảm thấy chưa thành đạt, giờ đây em không quen ai luôn. Nhưng mà không thích ai luôn á hả? Dạ không. Có nhìn ai mà mình thích không? Chưa có cô phụ nữ nào mà làm rung động tim mình cũng không rung định họ được thì mình không quen. Có khi nào anh rung động với con trai không? Không. Thử chưa? Thử nắm tay một chàng trai nào chưa? Có nhiều người nắm tay nó cấm mình mà mình sợ. À, nói chung là cầm tay phụ nữ thì nhiều, đó là mình thử. Nhưng mà không có cảm giác luôn. Không có, cho nên là lạ chứ. Bên phụ nữ nó mát hơn. Nhịn 16 năm rồi bây giờ có hoạt động được không? Được thật tốt chứ có gì đâu. Cơ thể cái nào hoạt động là tốt hết. Chạy nào tốt hết, tay chân đồ khỏe hết. Có hay khi nào mà thử máy hoạt động lại không? Ông em đang hỏi thiệt tại vấn đề nó quan trọng lắm. Quan trọng nha, đừng ông là khi nào máy mà hoạt động thì tốt, chứ còn mà không hoạt động tốt thì yếu. Nó không hoạt động mà không bình thường đó. Đó. Phải hỏi kỹ cho nhà gái. Rồi, tội nghiệp, nói chung là cái đường tình duyên cũng cắt trở. Chào anh Linh. Chào em gái. Hai người á, nếu mà đến với nhau được thì anh này anh cũng dung thủy. Nhưng mà không biết anh có thương con người ta không? Bình. Dạ có, nói chung là xã hội mình còn thương huống gì mà người mà phụ nữ đó mình thương mà có con mà mình thương được. Phải thương giống nhau hết. Đúng rồi, con của vợ chứ không phải thương con vợ. Bây giờ mình muốn có một người đàn ông thế nào có thể đi chung suốt cuộc đời nè. Dạ em muốn cái người đàn ông đó có trách nhiệm cao, làm mọi thứ đều tốt, đạo đức, có tâm là mọi thứ khác đều tốt hết anh. Mấy người làm mộc ta tỉ mỉ lắm. Mấy người sửa đồng hồ còn tỉ mỉ hơn nữa. Từng cái con ốc chút xíu vậy mà người ta tỉ mỉ, người ta lắp ráp vô. Tức là người bên kia rất là kiên nhẫn luôn nha. Ha? Dáng dốc hình dáng này kia, mình muốn thế nào? Dạ em 1m6 trở lên thì anh. Không mập. Bên đây không mập đâu. Có hoạt động gì đâu mập. Uống bia hút thuốc gì cái một chút là đàn ông chỉnh được đúng không? Tốt anh, ngủ một chút xíu cũng được. Cô gái bên đây cũng mở đó.
Nhờ bên đây sao? Bên đây là mình có nhu cầu, mình có bạn gái như thế nào nè? Dần ngang 1m6. Dần ngang 1m6. Dần ngang 1m6. 1m65 độ lại cũng được. Làm gì kiếm vợ giống như mua đất, dần ngang 1m6. Anh tính mét tới không hả? 1m65 là ok thôi, hoặc là 1m6 là cũng ok. Ngang hay dài, chiều ngang chiều dài? Chiều cao, chiều cao. Mọi thứ đều tốt hết. Nhờ gì nữa? Thích còn gì nữa không? Thôi mà em thích gì hết. Kiểu đừng đi lăng văng rồi chuyện người ngoài là ok. Không nhiều chuyện. Đúng, đúng vậy. Không ngồi lê đôi mắt. Rồi, ngon lành. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Em đi với ai vậy? Em đi đơn chiếc, em đi có một mình lên. Tội nghiệp. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với là chị dâu của em đang bằng áo xanh đó. Em xin chào anh MC Quang Linh. Xin chào MC Ngọc Lan. Dạ. Và xin chào khán giả trong sân quay. Tôi tên là Lý Thị Lục, năm nay 57 tuổi, là chị dâu của Bình. Đối với Bình thì rất là nóng tính, nhưng mà nóng rồi thì rồi. Nhưng mà thấy nếu có gái đó được thì cũng cho nhau cơ hội để mà hẹn hò. Cảm ơn chị. Lớn tôi mà sẽ nhìn trẻ hơn tôi. Làm gì tôi già dữ vậy trời. Mở rào cho Bình Yến gặp mặt nha. Mở rào. Bước tới luôn Bình. À, cảm ơn. Khui luôn quà coi đối phương tặng mình gì. Chắc đồng hồ quá, tôi nghĩ không làm. Nguyên không làm đồng hồ chắc. Đeo thử chưa rồi mình đeo luôn cho. Đúng mà đeo luôn. Đeo thứ bạc cho tôi chích nha. Chắc mình đeo hình hơ đi thôi. Lấy thời trang mà. Bữa nay mà đeo được đồng hồ này cho phụ nữ. Ít khi đi lắm. Đồng hồ vàng chóe luôn ha. Em cảm ơn. Dạ vâng. Để hai tay hai đồng hồ kế bên coi. Đứng sát vô đó, đứng sát vô đó. Hồ sát bên nhau coi. Nắm tay vô coi. Trời, nó hợp lý dễ sợ luôn đó. Anh thấy em sao? Lần gặp mặt đầu tiên thấy em sao? Gặp mặt lần đầu tiên thì mình thấy là tuyệt vời, giống như hoa, đó hoa rồi đó. Phụ nữ mà thấy có nụ cười thế là mình đã thích rồi. Khi nào mà có nụ cười là mình thích. Anh chưa kết hôn lần nào hả? Chưa, nó chưa lên sơ hoa lần nào mà. Ngại em là mẹ đơn thân không? Không có gì ngại cả. Chuyện bình thường. Thấy ông khỏe không? Nhỏ con chứ rất là mạnh mẽ. Đúng vậy. Rồi, vậy thôi, em cứ hỏi là anh trả lời thôi, ok. 47 tuổi không gì đó. Đúng rồi, tuổi mèo á. Mèo hả? Trời, hai tuổi hợp nè. À, tuổi gì là mạo? Tuổi mùi. Mùi, ô, mùi là tuyệt vời. Hợp hay hợp là cùng hợp, cùng do mình hết, em là tâm của mình hết. Đúng rồi. Nếu như mình nổi, nóng nhau, thì mình dừng nhìn nhau là cái đó là hợp nhau. Là mới được cái hạnh phúc được. Rồi, hẹn hò sao đấy? Nè. Thì anh, công việc em cũng tự do, anh thì cũng tự do. Thì anh rảnh lúc nào thì mình sắp xếp gặp nhau lúc đúng đó. Đúng rồi, mà gặp em là ở đâu? Em ở ngay cao tốc Long Thành, Hồ Chí Minh anh. Chạy gần mấy chỗ bao nhiêu hả? Bò sữa ở trên nữa. Bò sữa em Long Thành, rồi có gì đó khi nào cho định vị để anh biết mà biết ăn, biết ăn thôi, mình hỏi. Dạ. Yên ở trên đó với ai, coi như ở nhà mình hả? Dạ em có nhà riêng, một mình hai mẹ con ở anh. Mà anh này có nghề mà anh nghèo thì có chịu lấy anh không? Anh nghèo mà tâm anh giàu thì đâu có sao. À, bây giờ thì tốt, đúng rồi. Gia đình anh cũng nghèo. Anh thì con trai út không biết gì mà nói chung là cái gì ở quê mình là cái gì gia tộc gia tường gì đó là không có. Nếu anh lấy vợ là anh thì sẽ nghiêng về theo một người vợ luôn. Còn sau nào thì bảo với ba mẹ thì qua cặp thuận với vợ chồng là gửi qua cho ba mẹ thôi là cho anh không bao giờ cho riêng. Cho là quyền anh phải hỏi qua vợ. Cái đó mà hạnh phúc được. Thấy chưa? Thấy người đàn ông đàng hoàng chưa? Còn bia thì có uống vài lon vui vui mà, nhưng mà mình uống mà ghét nhất ai mà khi mà nói lớn về gây gỗ là thì bởi bao không bao giờ mình gặp giao là người đó nữa. Bên nhà trai tôi ở ké về rồi cái chăm sóc hai mẹ con rồi tôi mở tiệm đồ gỗ làm thợ mộc rồi kia được không? Dạ được, anh chồng em làm gì cũng được hết ạ. Đó được rồi đó. Bây giờ nãy giờ mình nói rồi, bây giờ mình nắm tay nhau cái đi. 16 năm rồi nha. Khí huyết không có lưu thông lắm á. Giờ nhìn bạn gái đi. Dạ. Bình nhìn đi. Bữa nay mình nắm cái người mà đang có thể cùng mình đi suốt cuộc đời nè. Nhìn thẳng vô mặt Yến đi Bình. Dạ. Nó thấy khác hơn. Tay nó lạnh lạnh không mà. Tay phụ nữ em nhỏ chứ nó cứng rắn lắm. Đúng rồi. Để như nhau như mãi mãi thì còn hạnh phúc biết bao.
máy nó chạy cho anh, máy nó chạy chưa? Máy móc có rần rần chưa trong người đó, nó khí huyết có lưu thông rần rần chưa? Dạ, do em đi Đà Lạt mày về nó lành quá. Mà đi Đà Lạt ngày hôm qua về á. Anh đi lên đó làm gì anh? Làm cho trang trí nội thất của khách sạn, khách sạn 4 sao ở trên đó. Nó cao quá đến màu hiệp đến bụng trần như từng cáo của bằng gió lạnh mà về. Không em phải về để kiếm được người bằng mà về đó. Anh nói nha, Bình đây thật tình lắm luôn á. Nãy giờ nói chuyện là biết thật tình lắm luôn á. Anh thấy hai em rất là hợp với nhau đó. Ha? Dạ. Chị ơi, mình hát lại một bài mình tặng ảnh đi, chị nhạc buồn cũng được. Hồi xưa em có học khiêu vũ á, góp vô cho em một xíu. Diêu ảnh, diêu ảnh. Đồng đi đâu? Ủa nhảy tới đâu mình nhảy tới đó. Ủa, nay có vàng mít là tại chỗ luôn. Vô. Đó, trời ơi. Trời ơi, ngon. Ôi, ngon. Trời ơi, hợp lắm chứ bộ. Rồi, được rồi. Quá trời quá đất rồi. Rất hai là chị thì rất hợp nhau nha. Nè, tôi nói nghe nha, Bình nhảy đẹp nha. Bây giờ hai người thử ôm nhau cái cảm giác nào. Ôm vô, ôm chặt vô chết. Cái cảm giác nó khác đi em. Thôi, chặt vô coi. Cảm giác thì chặt nó khác đi. Đứng im, đứng im. Đứng yên nguyên, đứng yên nguyên. Cảm giác sao Bình? Dạ, cảm giác em thấy hạnh phúc. Hạnh phúc. Rồi, về ghế. Thích là bấm liền nha Bình, để tay nút bấm Bình. Nút ở đâu? Hả? Bên đây nè anh, bên đây nè anh. Muốn nút ở đâu cũng được hết trơn á. Nút ở đâu nè? À đây á. Bấm luôn chứ. Đúng rồi, bấm luôn. Đó là còn bên em có chồng hay không là quyền. Nhà gái thì sao nè? Quyết liệt. Thích mình rồi đó. Thấy chưa? Nó tay vô đi Bình. Đó thấy chưa? Trời ơi. Thái cặp tay rồi nha. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng. Nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Có chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này cũng là có duyên được mình mới đến về em là Yến. Dạ, và cảm ơn hết tất cả toàn thể và MC là anh Quyền Linh và Ngọc Lan. Cũng chúc mỗi ngày luôn tỏa sáng và trên công việc là nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn anh Linh, cảm ơn Ngọc Lan. Ôi ôi, nhà gái dễ thương quá à. Rồi. Thôi yên tâm. Ở bên kia ai cũng dễ thương hết trơn. Mà chưa có ai có người yêu hết á. Chàng trai này đẹp trai, cao ráo. Cao ráo, đẹp trai. Ngồi nó cũng hơi mạnh mẽ chút xíu. Bộ bịch nhiều không? Khó, mà gật đầu rồi thấy chưa? Cái này xin tuyệt chối không có gì. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi bây giờ hai bạn thật sự thoải mái nha. Để nói chuyện để chúng ta cảm nhận trước khi mà mở cái hàng rào tình yêu kia ra. Mời bạn trai. Đã xin tự giới thiệu, em đây là Nguyễn Văn Hội. Năm nay em 30 tuổi và hiện đang làm nhân viên kỹ thuật của một công ty ở Long Thành, Đồng Nai. Quê ở đâu? Dạ em quê sinh ở Hải Dương. Hải Dương. Hiện tại gia đình đang ở trên Lâm Đồng. Dạ em làm ở dưới Long Thành, Đồng Nai. Thấy căng thẳng đúng không? Cũng hơi hồi hộp ạ. À, thoải mái lên đó cười như thế là đẹp trai không?
Thoải mái lên nào Hội. Rồi, Văn Hội đang ở Đồng Nai. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Hải Hà, sinh năm 1993, hiện đang sinh sống ở Nhân Trạch ạ. Nhân Trạch Đồng Nai ạ. Ồ, Nhân Trạch Đồng Nai luôn hả? Mình ở khu nào mình nói luôn, nhiều khi gần gần bên kia đó. Hỏi đi Hội. Nhân Trạch ở xã nào em? Dạ, em ở xã Phước Thiền ạ. Xã Phước Thiền là ngay ở bên Lộc An, Bình Sơn. À, dạ vâng ạ. Ngay thị trấn Long Thành. Gần không? Dạ cũng gần ạ. Còn quê của bạn gái là ở đâu vậy? Dạ quê gốc của em cũng ở Hải Dương ạ. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ. Biên tập hay quá. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi Hội. Dạ, ưu điểm của em thì là một người thật thà, mạnh mẽ trong công việc và ham học hỏi, không ngại khó. Em thích vận động, thích thể thao và không ngại những việc liên quan đến sức khỏe. Vậy là mạnh mẽ đúng không? À, vậy khỏe, đàn ông phải mạnh mẽ như thế chứ. Có tật xấu gì không, kể cho nhà gái nghe đi. Là tật xấu thì em có tật xấu là có hút thuốc, ngại nói trước đám đông. À, bữa nay đông rung đúng không? Run. Thôi thoải mái lên nào. Giờ nghe nhà gái người ta nói về ưu điểm khuyết điểm của người ta nè. Dạ, ưu điểm của em là nấu ăn ngon. Khuyết điểm của em là nhiều khi em cũng hơi ngại giao tiếp giữa đám đông. Trời ơi, nhà gái dễ thương quá à. Hội yên tâm, ở bên kia ai cũng dễ thương hết trơn, mà chưa có ai có người yêu hết á. Thì nói bên đây thôi, đừng có đá rồi tới khúc này. Bên kia cũng chưa có nữa. Thì kể tôi. Coi có ông nào ông hốt bà đó đi giùm tôi ngay. Mình nói đường tình duyên cho bên kia nghe đi Hội. Dạ, dạ, đến nay thì chắc chính thức là đã có 3 mối tình được. 3 mối, mối dài nhất nhiêu? Dạ, dài nhất là được gần 1 năm ạ. Ít nhất là bao lâu? Dạ, 4 tháng. 4 tháng đó chắc gặp nhau nói qua qua rồi thôi đúng không? Dạ. Mối nào sâu đậm nhất Hội? Dạ, mỗi 10 tháng ạ. Mối tính tháng không á? Mình chia ly cái tự nhiên mình trục trặc, mình gánh hết của người kia lại thuận lợi đi lấy chồng. À, vậy đó hả? Mới chia tay người lấy chồng liền luôn. Lẽ luôn á. Bây giờ mình lấy trả thù luôn nè. Chàng trai này đẹp trai, cao ráo. Cao ráo, đẹp trai. Ngồi nó cũng hơi mạnh mẽ chút xíu thôi. Rồi, nhà gái, từ tình duyên như thế nào? Dạ vâng, em đã trải qua 2 mối tình ạ. Một mối tình thì ở bên Nhật, hồi trước em có đi xuất khẩu lao động. À. Còn mối tình thứ hai thì cũng mới chia tay cách đây được nửa năm ạ. Giờ là cái nhu cầu em có một người bạn trai như thế nào? À, em muốn có một bạn trai chứng chắn, chứng chạc, biết quan tâm đến gia đình ạ. Có thể chia sẻ được những lúc mà áp lực trong cuộc sống ạ. Nên ra người phụ nữ nào cũng mong cầu một cái điều như vậy hả? Được không Hội? Dạ, rất đơn giản ạ. Về ngoại hình em mong muốn làm sao nè? Dạ, cao ạ. Khoảng từ 1m7 trở lên. Bên đây cao lắm. Cao 1m7. Cao luôn. Hơi khó. Tôi thấy là hơn 1m7 á. Nói vậy thôi chứ chưa tới. Chưa chút xíu. Không, có mình mang dài vô 5 phân nữa là ok nha. Trời, gì nữa em còn muốn gì nữa không? Em không thích tính ra trưởng ạ. Cái này hay nhậu nhẹt thì em cũng không thích ạ. Để chị qua đây chị hỏi. Hỏi đi. Nhà trai có gia trưởng không ạ? Hình như em này toàn gia phó. Bây giờ nhà trai sao? Có nhu cầu có bạn gái như thế nào? Hơi cao một xíu, khoảng 1m6. Không quá mập, không quá gầy. Không quá mập, không quá gầy là sao? Nó hoàn hảo quá ha. Giờ như chị là mập hay ốm? Như chị là đẹp tuyệt luôn. Ôi rồi, tôi hỏi cái tôi nở luôn mũi luôn. Cũng biết phụ công việc nhà hoặc là chăm sóc gia đình, con cái. Cặp hôm nay tôi thấy đẹp trai, đẹp gái rồi. Đẹp đôi đó chứ. Hai đứa này mà đẻ con không đẹp tôi cùi luôn á. Về phần nhìn là đẹp đôi, bây giờ mình hỏi gia đình đi. Dạ. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân chiếc cốt của em luôn. Ừ, em chị Quỳnh Linh ạ. À. Em xin chào, em xin Ngọc Thảo. Xin chào bạn Ngọc nữ Lan đối diện. À. Dạ chị Ngọc Lan. Dạ em lộn em. Hỏi nó hiền thiệt không? Dạ nó rất là hiền ạ. À. Và bạn nữ yên tâm, bạn của anh nó biết làm việc nhà. Nó không biết nhậu. Không biết hút thuốc không? Dạ hút thuốc. Sao nó không bỏ được vậy? Dạ cái đó thì chuyện của bạn em không có biết. Em có hút không? Dạ không em không hút. Đó thấy chưa? Chơi bạn thân chiếc cốt mình không hút mà để bạn thân mình hút. Mình dạ. Khuyên bản thân mình bỏ thuốc đi. Dạ tại vì nếu mà khuyên thì bạn ấy cũng sẽ rủ mình vô cái con đường đó nên mình không có khuyên. Để chiến lược chơi bạn chiến lược đó. Ừ. Bồ bịch nhiều không? Có. Khó, mà gật đầu rồi thấy chưa? À, cái này xin từ chối không có. Giấu đúng không? Dạ giấu, giấu. Rồi, mình đi với ai đây? Dạ em đi với các đồng nghiệp của em ạ. Ở đây có ai còn FA không? Dạ còn bé kế bên. Dạ đây. Rồi chúc đăng ký luôn nha. Dạ. Em chào anh Nguyễn Linh, em chào chị Ngọc Lan. Dạ. Chào tất cả mọi người trong trường quay.
Dạ em tên Nga, em là đồng nghiệp của bé Hà. Thì bé Hà là người rất là ngoan, dễ thương, rất là biết quan tâm với mọi người xung quanh. Thì hiện tại á, ngoài cái việc mà đi làm cho công ty Nhật làm kế toán ra, thì buổi tối về cũng có làm kinh doanh online. Cuối tuần á, thì hay đến trung tâm của em á, để làm việc phụ công việc sổ sách kế toán, với lại trao dồi thêm kiến thức của kế toán trưởng nữa. Nếu bạn nào mà quen được Hà thì em nghĩ là rất là may mắn á. Hay quá. Bạn vậy mới là bạn. Đúng rồi. Bạn trai bên đây thì em thấy cũng hiền, cũng dễ thương. À, chắc là hai bạn cũng nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm xem như thế nào. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, đó là ý kiến của bạn bè các bạn ha. Bây giờ hội Hà cũng hợp lắm nha. Hội Hà, hồi hộp. Rồi, mở nào. Bắt đầu đi hội. Tới ngày hội rồi đó. Nay mời đầu gặp mặt có chuẩn bị món quà tặng. Dạ, ở đây còn là món quà của em ạ. Cái gì vậy Hà? Dạ. Coi cái đó cái gì vậy? Hà thấy hội cao đủ chưa? Dạ được ạ. Rồi hội thấy Hà vậy ok chưa? Dạ 10 điểm. Hiện tại em đang ở trọ hoặc là hay là... Dạ không, em đang ở với gia đình ạ. Còn anh thì sao ạ? Thì đang ở trọ. Nhà thì có khả năng 2-3 năm nữa thì ở gần bên Biên Hòa. Có một cái này em không thích là hút thuốc lá. Anh có thể vì em bỏ thuốc lá được không ạ? Cái đó thì anh cũng đang dự định bỏ. Tại vì công việc anh giờ cũng thay đổi nên trước hút thuốc giờ bắt đầu bỏ. Rồi khi mở rào ra rồi thì thấy Hà như thế nào? Cảm giác rất là bất ngờ. Một người rất là xinh, có nét đẹp, cao ráo. Dạ, cảm ơn anh ạ. Anh là vẻ bên ngoài của anh á, thì cũng khá là ưa nhìn và là thân thiện nữa. Dạ, cũng không có cảm giác là có khoảng cách. Giờ mình cho hai bạn cảm xúc xíu. Đúng rồi, tiến tới. Nào. Anh nhìn cắm tay em. Nắm hai tay luôn. Không hấp không? Nhìn thẳng vào mắt nhau con. Nghe tay anh ạ. Nãy giờ nhìn em thì anh có làm vài câu thơ chắc cũng không có hay tặng em. Dạ. Một thương nàng trắng như miên, hai thương miệng móm có duyên vô cùng, ba thương hai má quên. Ba thương hai má ửng hồng, ba thương ngáo ngáo khùng khùng, bốn thương mập mập lùn lùn dễ thương rất xinh, năm thương hai má em phình, sáu thương mắt hí trung tình biết bao, bảy thương hàm răng bờ rào, tám thương đôi mắt giận hờn bao ngày, chín thương nải chuối bàn tay, mười thương mũi xẹp cả hai như mèo. Trời ơi, không liên quan tới bài thơ luôn. Có nhiều ấy. Cô này đẹp hơn nhiều. Hát tặng luôn bài. Em cũng không biết hát để mềm. Em ơi đừng khóc bóng tôi sẽ bắt em đi. Mình ra mình hát riêng cho nhau nghe. Bí mật. Bí mật. Về hồi hộp, về ghế chuẩn bị hốt hụi. Hồi Hà hồi hương. Bây giờ chúng ta có 30 giây để lắng lòng mình lại. Đặt tay vào nút bấm. Kiểm tra xem câu chuyện nãy giờ nó có để lại trong tim mình gì không? Chàng trai và cô gái đã bấm rồi ạ. Chúc mừng hai em. Chúc mừng hai đứa. Bắt đầu giờ mình chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Mình nắm tay nhau nào. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc hai em hạnh phúc.
Rồi, ghế trước mặt rồi, ngồi vô. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Thường tôi chỉ phục vụ phụ nữ thôi luôn á. Rồi. Rồi đẹp, không vấn đề gì. Đẹp luôn, trời ơi, xuất sắc quá, ai cũng đẹp hết trơn á. Tự nhiên hai đứa đến với nhau chỉ uổng vậy trời. Hay da, đau lòng thiệt luôn. Rồi, em giới thiệu trước nè. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và chào chương trình và chào mọi người. Em tên là Thanh Phong. Thanh Phong. Dạ, tên chứng minh của em là tên Vi Mẫu. Tên trong chứng minh là Vi Mẫu. Dạ. Ủa, Vi Mẫu cũng đẹp mà sao tự nhiên đổi qua Thanh Phong? Có lý do gì? Tại nó cũng có một cái lý do là tên ở ngoài thường gọi là Ngô Thanh Phong. Ừ. Còn tên trong giấy là Đỗ Vi Mẫu. Đổi họ luôn hả? Đổi dạ. Tên đổi họ luôn. Đúng rồi. Tại vì cái họ Đỗ là họ của ba em. Ừ. Họ Ngô là họ của mẹ em. Nhưng mà chị em có một cái em không thích nên em phải muốn lấy tên của mẹ. Nên em gắn vô cái liền và cái tên Phong của em là coi như là em không có như là em không muốn cái tên của ba em đặt. À, em không thích cái tên của ba em đặt. Dạ. Nó có ảnh hưởng gì tới cái chuyện mối quan hệ của hai cha con không? Dạ có. À, một chút sẽ tìm hiểu bởi tôi nghi liền cái tên mất gì không thích tên cha đặt đúng không? Dạ. Năm nay em nhiêu tuổi? Dạ hôm nay em 36 tuổi. Vậy bây giờ chị kêu em là Phong đúng không? Dạ. Phong 36 tuổi đang làm công việc gì? Dạ em đang làm hớt tóc nam, em đang ở Thủ Đức. Ừ. Dạ. Quê mình ở đâu? Quê em ở Quảng Ngãi. Quê Quảng Ngãi, vào Thủ Đức ở lâu chưa? Dạ em ở Thủ Đức thì cũng 10 năm. Mời em. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào quý vị khán thính giả. Em chào chị Cát Tường xinh đẹp và duyên dáng. Cảm ơn em. Và em chào bạn nam cùng chơi phía bên của em. Ừ. Em tên là Hoàng Phúc, tên đầy đủ là Võ Văn Hoàng Phúc. Em đã trải qua được 28 cái mùa xuân rồi. 28 cái xuân xanh, dạ. 36 hiện cái xuân xanh. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty chuyên cung ứng về máy móc công nghệ ngành may. Em thì sinh ra và lớn lên ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại quận 8 ạ. Hiện nay sống với ai? Dạ em sống với nội. Ồ, vậy thì ba mẹ đâu? À thực ra thì em sống với nội quen thôi. Thật ra em mẹ em thì cũng ở gần đó à. Nhưng mà ở với nội từ nhỏ tới lớn nên là người ta nói mà ở lâu quen hơi à. Nên là em sống với nội thấy thích nội. Vậy ở còn nội. Ba? Dạ ba em thì mất cũng được 20 năm rồi. Ồ mất 20 năm rồi, dạ. Rồi ok em à, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em thì theo mọi người đánh giá thì em là một người vui tính, hoạt bát, dễ gần à, nấu ăn thì hơi khá một chút à, em thì việc nhà nội trợ thì tương đối ổn. Rồi à, còn điểm yếu thì em có hay bị não cá vàng. Đôi khi em quên một cái món đồ gì đó, em để đó 5 giây sau làm lại quên. Nhưng mà có những chuyện em lại rất là nhớ rất là dai. Ta nói em có cái tật là nói hơi nhiều. Nhưng mà không phải là dạng mà nói quá nhây rồi dạng cái cầm ràm. Nhưng mà nói nhiều một chút thôi. Rồi những cái đó cũng không có gì gọi là quá đặc biệt. Có tật xấu gì không? Có lẽ là chắc em hơi bừa bộn một xí. Ủa sao tự nhiên bếp núc rồi nãy giờ giỏi trơn rồi tự nhiên mà bếp núc làm việc nhà thì làm sạch sẽ nhưng mà lại bừa bộn nên là em nó hơi ngang trái chỗ đó là như vậy. Bài ra rồi ai dọn? Em dọn. Phòng em bừa bộn lắm. Tức là em ở không gian chung á thì em sạch sẽ nhưng mà phòng em thì rất là bừa bộn. À ở ngoài thì như phòng khách vô dạ. Phòng như chuồng heo. Dạ. Nó giả luôn hả? Nhưng mà nó chuồng heo vậy thôi nhưng mà thấy cảm thấy mà nó gần gần cái chuồng heo là phải dọn liền. À rồi, nghe diễn tả vậy thì thấy sao? Một người bừa bộn thì ở với một người gọn gàng thì họ sẽ chỉnh nha. Ý là em nói em là người gọn gàng hả? Dạ. Rồi đâu, điểm mạnh điểm yếu của em là gì kể chị Tường nghe. Điểm mạnh của em thì vui vẻ và dễ hòa đồng với mọi người. Ừ. Còn điểm yếu của em là khi buồn là em hay tự kỷ một mình. Tự kỷ là em làm gì? Là cũng như là em muốn ở trong nhà, không muốn gặp ai cả. À. Rồi hai nữa là em sẽ đi ra ngoài với một mình thôi, tìm một cái quán nào đó em ngồi. Có nói lẩm bẩm mình không? Không, em đâu khùng chị. Chỉ ngồi một mình. Dạ. Em nói vậy là sai. Em đừng nói từ khùng là em xúc phạm. Chị nói cho em biết luôn nè, nghệ sĩ nè, chị nè, buồn quá ngồi nói chuyện một mình. Chị Cát Phượng cũng vậy đó. Em chị là ông theo dõi trên mạng rồi. Chị Cát Phượng là nhiều khi buồn về ngồi cái ngồi nói chuyện với ông Địa, thằng Tài. Có nghĩa là có những người đó là những dấu hiệu là cũng tự kỷ và trầm cảm đó. Có nghĩa là mình cảm thấy không muốn chia sẻ với người ngoài. Chị nói chuyện mình hoài gì? Trời ơi, khùng mà đẹp được như tôi à? Không, em không nói mà em nói chị khùng. Ừ. Vậy là em nói là em không có phải em khùng đi có chơi. Có nghĩa là vui mới đi chơi. Dạ. Buồn một mình. Dạ. Đúng rồi. Em sao vui đi chơi buồn mình còn em? Em thì là thích đi chơi lắm chị. Ừ. Em buồn thì em cũng đi chơi. Dạ, em mà ở nhà mà chắc gọi là mà kia em ở nhà mà chừng 30 phút mà ở không mà không làm gì là em chắc em xỉu á. Ừ. Có nghĩa là em người em thích ra ngoài. Mà ví dụ mà em nói thật sự nếu mà cái bạn mà quen em là em lại muốn khười đi chơi hết trơn. Khười đi chơi. Nhưng mà đừng có cho họ sống trong một cái vỏ ốc hoài được. À, nhưng mà vui rồi đi chơi thì nói chuyện rồi buồn đi chơi thì sao? Buồn đi chơi để em nói.
Không mà em á, nếu mà em buồn thì sao? Em cũng nói đó chị. Ồ vậy hả? Em buồn em càng nói nhiều hơn em vui. À vậy hả? Dạ. Em nói riết rồi bạn em nó cảm thấy mày nói xong rồi tao không biết tao mày buồn hay mày đang vui. Thôi vậy cũng được, lạc quan trong cuộc sống. Dạ, tại vì em muốn là coi như là trút nó ra, đừng bỏ trong lòng. Đúng. Tại bỏ trong lòng nó sẽ gặm nhấm mình, đến lúc mà mình không chịu nổi nữa là mình đâm ra mình không còn kiểm soát được. Đúng luôn, đó là chủ nghĩa cá nhân, có nghĩa tôi buồn, tôi vui tôi phải trút ra. Ai hốt hốt, còn tôi trút cho tôi khỏe rồi. Bạn em nó sợ em gọi đó. Đó, thần thứ gọi là em gọi nó là nó sợ em rồi, có chuyện rồi đó, vui buồn. Thấy chưa, bởi vậy em làm sao qua chương trình này nữa, bố em gọi điện mấy bạn em cắt máy trơn không ai nghe luôn. Khổ tâm, đã nghe nghe cưng. Nhà đây dễ thương lắm luôn nè, giờ vô chuyện tình yêu nè, hồi đó giờ mấy mối tình rồi? Qua bốn mối. Bốn mối? Dạ. Mối nào sâu đậm nhất? À, mối thứ hai. Mối thứ hai, quen nhau bao lâu? À, ba năm. Ba năm mấy, từ khi người đó mới bắt đầu đi học năm nhất. Ừ. Rồi đến khi mà người đó ra trường, xong rồi người ta đi làm, rồi có nhiều mối quan hệ, rồi người ta có nhiều sự lựa chọn. Mà lúc đó quen nhau là có sống chung với nhau không? Không, tụi em không sống chung. Không sống chung. Là cũng lâu lâu thì cuối tuần thì người đó qua em chơi. Ừ. Rồi ở lại. Rồi xong rồi thứ hai là người đó về đi học. Là người đó cách em là quận 12. Không có bao giờ tụi em gặp lại nhau không? Từ ngày chia tay là không bao giờ gặp lại không nhau. Không bao giờ gặp lại nhau. Có thỉnh thoảng một lần hay là em có gọi điện. Ừ. Để em hỏi thăm về cuộc sống, công việc. Rồi người yêu thì người đó cũng có bồ. Ừ. Thì em hỏi cái hạnh phúc nữa là hạnh phúc như là nếu em hạnh phúc là anh vui rồi. Trong mối quan hệ của tụi em á thì em là giữ cái vai trò gì? Em là với trai chồng. Vai chồng? Dạ. Ngược lại là vợ. À, có sen được không? Dạ không. Em tôi mới tìm hiểu, tôi mới biết, tôi phải hỏi có sen được không? Em là hơi bị rõ ràng. Trên là trên. Dạ. Chứ không có bị lưng chừng. Em thì sao? Em thì sẽ muốn mình đóng vai trò dưới hơn nhiều hơn. Nhưng có bao giờ mình tức là em thấy này là chị ở trong chuyện tình cảm á. Ừ. Khi em quen một cái bạn đó thấy nhỏ tuổi hơn em thì em có thấy em gồng lên được chị. Rồi. Nhưng mà trong cái chuyện tế nhị thì nó đáp ứng được nên là cũng không thích. Em muốn là nó trọn vẹn luôn. Là vậy là cũng đã từng phải gồng lên rồi. Dạ, gồng nó bị đứt. À, gồng nó bị đứt rồi, dễ thương rất là thiệt tình. Gồng nó bị đứt ha. Ờ, đây là hiểu rồi đó. Càng ngày tôi càng hiểu biết về cộng đồng LGBT chứ. Dạ. Tới tình trường của em thì sao? Tình trường của em thì em trải qua 3 mối tình. Ừ. Trong đó có 1 mối tình đơn phương và 2 mối tình là song phương. Đơn phương là sao? Mối tình đơn phương là một mối tình mà đã để lại cho em một cái dấu ấn nhiều nhất. Hồi đó em xấu lắm. Ừ. Mặt em mụn rỗ này nọ lắm. Sao giờ đẹp vậy? Để em kể. Em quen một cái bạn nam đó là trai thẳng. Ừ. Bạn học cái lớp sát bên em. Em dụ người ta phải không? Nói chung là hai đứa cũng quen thân. Nhưng mà bạn ấy là nằm trong top 10 bạn nam đẹp nhất lớp. Ừ. Mà lúc đó em nghĩ là em quen được một cái bạn trai mà đẹp nhất lớp nữa. Mà em lúc đó là em mới vào ngành nè chị. Ngành gì? À, giống như là vào ngành đây lắm, như là em mới bước vào cộng đồng LGBT. À, là mình... trời, vào ngành. Trời ơi, rồi, vào ngành. À, lúc đó thì hai đứa cũng chơi thân với nhau lắm. Ừ. Đi ăn cũng đi ăn chung, đi chơi cũng đi chơi chung. Nhưng mà bạn nó nghĩ em là một bạn trai bình thường. Dạ đúng rồi chị. Rồi, tức là thân hơn mức bình thường. Rồi. Thậm chí là đi mua quần áo chung, thử đồ chung. Vậy mà em là bạn nó thẳng. Bạn ấy nói chung là trong cái cử chỉ bạn nó rất là thẳng luôn, không có khái niệm gì mà gọi là thích con trai hay kiểu yêu đương. Mắc mới gì mặc đồ chung với nhau có không? Nào hai thằng đang em nói là mà. Đi mua đồ chung á chị. À, đi mua đồ chung, mặc đồ đôi. Rồi có khi thử chung đồ á. Như là hai đứa là nhiều khi cái chỗ đó đông quá thử chung đồ. Rồi cuối cùng khi quen nhau như vậy, thân như vậy thôi, nhưng mà bạn ấy không có biết nghĩ em là trong tâm. Ừ. Bạn ấy không nghĩ em là thích bạn đó. Ừ. Chỉ là hai đứa bình thường thôi. Cái một thời gian em bắt đầu thấy bạn ấy có những cái đăng những cái dòng trên Facebook á là đi chơi một bạn nữ. Ừ. Bắt đầu em ghen. Nhưng mà em ghen ở đây là em không biết, mình không có ghen chính ngôn thuận được. Tại vì mình đâu có phải là người yêu của bạn đó đâu. Đúng rồi. Mà càng thấy bạn ấy mà đi chơi, bạn ấy mà đăng lên là em nóng lộn lên. Nhiều khi em tối em ngủ không được chị. Em nóng đến mức độ mà bạn ấy đi chơi, em biết bạn ấy đi chơi bạn nữ đó rồi, em gọi về chứ bằng được. Em nói em đang bệnh sắp chết rồi vậy đó. Em nóng 39-40 độ rồi, giờ sản rồi, không còn khả năng gì nữa, về cứu liền, mua thuốc liền. Rồi nó có về không? Thì thật sự là bạn ấy cũng có về, nhưng mà về thì lúc mà nhắn tin là 1.5 tiếng sau mới về. Ừ. Cái lúc bạn ấy về xong cũng mua thuốc giảm sốt cảm, rồi lúc mà em nhớ là 11:30 rồi. À. Cái em thấy đi, em đi ra bình thường nè. Em nói ông đi đâu đó? Nó nói tôi đi chơi ai. Em nói chung là em hỏi như là mình đang ghen đó. Ờ. Nhưng mà em cũng không biết là nói sao mà để mình thấy cái cơn ghen mình ra. Ờ. Thì tới một cái mức độ nào đó thì em cũng không có kiềm chế được nữa, em muốn bộc bạch mình luôn. Ờ. Thì cái hôm đó là bạn ấy đi chơi Cần Thơ với bạn nữ đó về rồi. Trời ơi, xong rồi. Trời, em nóng lắm á chị. Em nóng lắm nha. Nó về là khoảng 6 giờ, 6:30 nó dậy mớ kịp tắm. Em nói
đi ăn với tôi đi. Nó hơi mệt quá rồi, ăn không làm biến đi ăn lắm. Đi ăn đi, có chuyện nói gấp lắm, quan trọng lắm, không nói là không được, chết đó. Hù hoài, không dọa hoài, nó sợ. Thì nó nghĩ em bạn thân mà, xong rồi cái nó mới chở em đi ăn, xong rồi cũng hai đứa đi ăn, ăn lẩu rồi uống sinh tố đầy đủ. Xong là 11 giờ là chở em về nhà. Trời ơi, cái gì mà từ 6 rưỡi tới 11 giờ chưa vô đề nữa. Em không biết nói gì mà em tức, lúc em tức em gồng mà. Em nói chết mà, giờ mà nói chắc thì có búng nó luôn á. Trời đất ơi, bạo lực quá. Nóng quá, mình kèo dưới bạo lực quá. Tại vì lúc đó mình chỉ biết mà dạng ghen mà. Rồi, cuối cùng. Sau đó cái em về mới nói, cái em mới nói tôi có chuyện cần nói với ông. Là 11 giờ đêm rồi đó. Dạ, 11 đêm trước cửa nhà em luôn, cửa nhà nội em luôn. Nói tôi yêu ông vậy đó. Trời ơi, rồi nhỏ. Nó đứng hình, em nhớ đứng hình khoảng 5 phút chị. Nó nhìn em nó trưng trưng như nè. Xong nó ông nói đủ chưa. Em tưởng là nó phải nói em không mà nó không nói. Nó đi về. Rồi em nhắn tin nó cũng không trả lời. Nó không khóa số nhưng mà em nhắn tin không trả lời. Ngày hôm sau đi học cũng né em nữa. Rồi coi như một thời gian đó là bạn ấy tránh em luôn. Lúc đó em sống trong cái sự trầm cảm chị, thì cái tình đầu mà nó đẹp mà. Sau đó rồi cái em buồn quá, em biết nói ai mà em nói lúc đầu đó em phải nói chị một người đó, em mới lôi mẹ em ra em nói. Trời, em cơ mau luôn. Trời ơi, em nghĩ trước đầu là kịch bản là chắc mẹ sẽ lồng lộn lắm mà giận lắm á, chửi đủ thứ chuyện, em soạn kịch bản hết trơn rồi, em sẵn sàng chịu đựng luôn, chấp nhận nhưng luôn. Mà cuối cùng đi học xả chị. Rồi đúng không, đi học sao mẹ bình thường. Vậy là trước đó chắc mẹ em có đoán trước thì mẹ rồi. Mẹ có đoán nhưng mà tức là mẹ không có thể hiện hành động thôi. Rồi lúc đó mẹ có an ủi em, dỗ về em gì không? Nói chung cũng em cũng nói chuyện tình cảm nên mẹ nói thì giờ mẹ không thích, nó không thích mày thôi, thì giờ duyên không có rồi thôi. Em tưởng lồng lộn lắm, cuối cùng hôm đó em bị trớt. Em tưởng làm kịch bản em soạn sẵn rồi em bị trớt. Đi kịch đúng không mà cuối cùng ra hài kịch. Nó vui. Vui. Mẹ em bình thường, mẹ em cười bình thường, cười vui vẻ lắm. Ủa vậy hả? Rồi từ đó là sao là mẹ em... Lúc đó thì em bắt đầu em quyết tâm em làm đẹp. Em nói là bây giờ dụng làm đẹp nữa. Rồi sao? Bắt đầu em về em tìm đủ mọi cách. Em đắp dưa leo, em đắp chuối, đắp chanh, thứ trái cây gì em cũng đắp hết. Em đắp nhất mà lúc đó nó bị dính. Thì không biết. Sau này khi mà em có quen một cái chị bạn, chị hay lấy mỹ phẩm Hàn Quốc về á. Thì em có những xài những cái mẫu Hàn Quốc á, em xài tới bây giờ. Có dao kéo gì không? Dạ không. Cho trái cây thôi đó phải không? Tự nhiên luôn. Rồi mấy bạn gái mà cần muốn đẹp thì hãy học hỏi bạn ấy nha. Cứ theo bạn ấy coi sử dụng cái gì. Nhưng mà vừa đừng để tới hồi mà mặt hư luôn nha. Thôi em nghe chuyện tình của em anh thấy sao? Anh thấy nó bình thường mà, tại vì... Sao tụi em cứ mẹ tạt nước vô bản của bạn rồi, bây giờ em tạt nước cho bạn nữa. Tại vì những cái câu chuyện của bạn này kể đó, thì em đã từng nghe rồi. Nhiều đứa cũng kể, em yêu đơn phương người đó như vậy đó. Cái em mới ngó ngược lại em rồi. Ủa tại sao mắc mới gì mình không tìm một người giống mình yêu, mình phải yêu trai thẳng chị cực vậy? Chị cực vậy ha. Đúng. Cái nó kêu hồi đó nó đâu không biết. Tại nó chỉ là nó thích theo cái trái tim thôi. Đó. Không biết ta thẳng hay cong gì đâu. Dạ. Tính nào cũng tính vuốt vuốt cong ta. Bởi được em, mà không em cong được có thôi. Nghe gì nhiều lần rồi em cũng bình thường. Câu hỏi cuối nè. Cái bạn trai đó rồi bây giờ có sau đó có chơi lại với em không? Khoảng gần 6 tháng sau thì vẫn nói chuyện là bình thường. Lúc đó là cảm xúc em không còn nữa chị. Còn bây giờ vẫn là hai thằng bạn thân thôi, bạn thân thôi. Bây giờ em nếu mà nói thật sự ra bây giờ với cái giao diện em bây giờ thì em nghĩ là em đủ tự tin để em quen bạn đẹp hơn được. Nhưng mà cái bạn đó vẫn là thẳng đúng không? Dạ đúng rồi. Đến giờ phút này bạn ấy vẫn là thẳng. Chúc mừng em. Vui, câu chuyện vui. Thôi bây giờ muốn tìm một người bạn đồng hành với mình là người như thế nào? Em cũng không còn nhỏ nữa thì em cần một người đó là chín chắn trong cuộc sống. Quen một thời gian cảm thấy mà hợp thì tụi em sẽ có một cái đám cưới hoàn hảo. Là em vẫn mong muốn được một sự công khai, được sự chấp nhận của gia đình, của xã hội, đúng không? Quan trọng là bên gia đình bên kia chấp nhận tụi em. Rồi. Ủng hộ từ gia đình. Ok. Dạ. Em thì sao? Em cũng đồng quan niệm với bạn trai bên đó. Em sợ gì nữa, mẹ em chịu rồi, em sợ gì nữa. Với em thì khi mà em đến với chương trình này em rất là nghiêm túc. Em muốn là tìm một mối quan hệ cũng nghiêm túc. Và cuối cùng là đi tới một happy ending. Tức là phải có đám cưới. Bởi em quan niệm rằng là dù ở là nam với nữ hay là nam với nam hoặc nữ với nữ cũng vậy, kết hôn nó là một kết quả của tình yêu đẹp. Và thứ hai nữa là em muốn là cùng nhau để mà gây dựng gia đình, cùng nhau làm để mà chung đắp xây cái gia đình đó. Em tìm đối tượng là đừng có quá là keo kiệt, đừng có quá là gia trưởng, với lại men hơn em một chút là được. Men hơn em nhiều. Dạ. Trong này anh nào men nhất chị gả cho em. Nhìn cho kỹ nha, bốn mắt là phải nhìn rõ hơn hai mắt. Anh nào men nhất chị gả cho em. Thấy nhiều anh đẹp quá. Trời ơi, thôi vừa vừa thôi cưng, bớt bớt lại cho người ta sống với. Em nghĩ anh này với anh này. Tại sao chọn anh đó? Em cảm nhận cái miệng, biết là cái giọng nói nó khớp khớp.
giờ chị gả em cho ảnh, em chịu không? Nếu mà ai giờ chị gả em cũng chịu. Sao vậy? Sao em nói bây giờ em tự tin về cái giao diện của em đó mà sao em... Thì bây giờ là anh này là ảnh phù hợp với giao diện của em rồi. Mà bây giờ chị gả em cho anh này em chịu không? Chịu. Rồi gả cho anh này chịu không? Thôi chọn một anh thôi, chọn anh nói em là... Thì đó, em mới nói sao về gả ai cũng chịu, bây giờ gả anh này là chịu chị không? Chọn cho em hai, một trong hai anh này thì em được chịu, nhưng mà không phải lấy cả hai được. Sao lấy được cả hai? Tham quá. Giờ anh này lấy không? Dạ lấy. Rồi, nhìn nó đi, chờ nó đi, có chưa? Em nghĩ là bạn này. Tại sao là nghĩ bạn đó? Sẽ tròn tròn tròn. Giờ chị đem về gả cho em chịu không? Thì tụi em gặp nhau thì cảm thấy mà út hợp nhau qua nói chuyện. Hiểu rồi, thấy chưa, người ta lớn tuổi hơn mình, người ta chín chắn, người ta đâu có bộp chộp như em. Thứ gì mà mới nhìn trai đẹp cái chưa có rủi mở mặt ra, nó không phải giống như hình. Hình chỉ là cái gì đó nó ảo thôi, rồi làm sao? Em có biết bao nhiêu người hẹn hò nhau qua mạng, gặp nhau ở ngoài thất vọng tràn trề đi về tự giận luôn không? Không chị, em thường thường mà em nhìn qua hình á là em trừ cái nhan sắc đó, em trừ khoảng tới 40% em ra nhan sắc thiệt chị. Em đã trừ 40% rồi đó hả? Trời, cái tiêu chuẩn em phải tại vì bây giờ là em muốn có chồng. À, muốn có chồng lắm rồi. Sao vậy em, giao diện mình ok? Không phải tại chị, tại vì cái độ tuổi em bây giờ em nghĩ nếu mà trong tương lai nói này em cũng phải già thôi. Trời ơi, mới có 26 tuổi hả? Dạ em 28 rồi. 28. À. Người ta nhiêu biết không? 30 mấy rồi người ta còn chưa sợ ế nữa. Nhưng mà 30 mấy miễn sao còn sức là được rồi. Thôi, chị nói không lại cưng nha. Chị gả nó cho cưng được rồi, chị mệt lắm nhưng mà em chịu khó nha. Em phải chịu nghe nó nói. Kệ, vui em, vui, vui giống như nghe nhạc vậy đó. Cái này là nếu mà em lấy về là em phải mua thêm máy, chị. Máy gì cưng? Trợ tim chị. Được, chị thấy được đó. Mời hai bạn nhìn về cửa trái tim để chị xem coi hôm nay hai bạn chọn đúng không. Nhìn đi. Đó. Chào em. Vậy là em chọn đúng rồi đó chị. Đúng rồi, anh cũng chọn em đúng mà. Tặng em món quà. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có một cái món quà. Tặng em món quà. Có đẹp không? Ừ, đẹp không bằng em đâu. Dạ, em có một cái món quà này nó đi qua bao tử. À, cảm ơn em nhiều. À, cái này là tự tay em làm. Nó cũng đơn giản thôi. Anh mở ra đi. Mở ra, anh mở ngồi đi. Xuống mở ra ăn liền chứ trời ơi. Thiệt tình. Trời ơi, cháo. Em xin giải thích luôn là cái món cháo là cái món cháo hành. À, ngày xưa em đi học văn học á là em cái món cháo hành này là món cháo hành giữa Chí Phèo và Thị Nở. À, cái món cháo hành này nó mang ý nghĩa là một cái tình yêu. Tuy nó hai người là xấu đều như nhau nhưng mà nó thể hiện cái tình yêu, cái sự chăm lo của hai người. Hành ở đây là nó đại diện cho sự thơm nồng. Nhưng mà sao hôm nay có thêm thịt chứ phèo không có thịt? Không, để em nói thêm, tại vì giờ em với ảnh đẹp quá nên là thêm thịt. Chị biết mà, chị hỏi thôi cho chị đoán được liền. Cái món thịt kho tiêu á là nó mang cái tính chất là mặn và cay. Hai cái món này kết hợp với nhau, em muốn là trong cái tình yêu á lúc nào nó phải là cái sự nóng bỏng, nó không có nguội lạnh được. Thứ hai nữa là phải có sự thơm nồng trong đó, có sự quan tâm ở trong đó. Khi mà về sống chung với nhau á thì khi nào em đi làm về em sẽ nấu cơm cho chồng. Trời ơi, nhỏ thâm thúy ghê vậy mà không chịu lấy thì tôi gả cho đứa khác á nha. Lấy không? Chưa mà chị. Cho cái muỗng ăn thử miếng đi cưng. Trời ơi, rồi. Được mà em nấu nó cái nêm nếm nó hơi lạc một xíu. Ăn kèm với thịt mà em, phải thịt vô. Thịt thì ok. Dạ. Cháo thì nó hơi bị nhạt. Nó nhạt một cách như là nêm không có được đều đại. Không, em muốn là cái vị cháo nó tô đậm lên cái vị thịt đó. Nên em phải nêm nó nhạt như vậy. Giống như cháo trắng vậy đó. Còn cái này là cháo có thêm hành thôi, có nêm nếm gì đâu. Tại cháo ăn với thịt. Em là người miền Tây nên em nêm nếm nó hơi ngọt nên là không biết có vừa miệng hay không thôi. Không, anh người Trung nhưng mà anh là thích ăn cái vị của miền Tây, là anh thích ăn ngọt. Anh không thích ăn vị miền Trung. Okay. Bây giờ chấm điểm cho tôi đi, thang điểm 10 nè. Chấm cái... nhiêu nè? Này là 8 điểm. 8 điểm. Thôi được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến giờ ăn luôn rồi. Chúng ta cùng sẽ thưởng thức thêm nữa những món ăn của nhà hàng Phiêu Mự. Rồi, mời hai em thưởng thức món ăn rất ngon, rất đặc biệt của nhà hàng Phiêu Mự. Đây là món bò Gawil ăn với bánh dày Nhật Bản. Thôi hai bạn ăn rồi nói chuyện. Ủa rồi vàng mình có ăn được không chị? Ăn được luôn đó, ăn em luôn. Hãy dọn ra ăn là ăn được hết. Nha cưng, ăn vàng đẹp da mặt. Dạ. Chút xíu nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Hai bạn ăn uống ngon miệng và tâm sự với nhau nha. Mời em. Qua giọng nói á, thì anh không nghĩ mà em dễ thương. Nhưng mà khi mà rút tấm ra thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ. Nãy em có nghe nói là mình quen nhau á, em thì cũng đồng quan điểm anh là đi tới một cái sự kết hôn. Cũng muốn là có một cái gì đó nó nghiêm túc. Thì anh cũng muốn đến đây á để tìm một người, chỉ cần người đó là cũng như là cho anh một cái cảm giác được tin tưởng, và anh sẽ là cho người đó một
một cái niềm tin và cái hạnh phúc lâu dài. Anh chỉ sợ là em còn trẻ thì em cũng có những mối tình khác, giống như là thay đổi cuộc sống lại. Tức là bây giờ yêu một người chán quá thì bây giờ mình có thể, tại vì em còn quá trẻ. Tại vì anh em thì quan niệm thế này, trong cái cộng đồng này thì đương nhiên thì quen thì nhiều đối tượng lắm, nhưng mà để mà đi đến một cái kết thúc mà nó vui vẻ cũng giống như là một cái sự kết hôn á thì rất là khó. Em quan niệm á, nó giống như là một cái cuộc trò chơi vậy đó, mình phải tìm một cái mảnh ghép phù hợp nhất với chính mình. Em thì quan niệm là khi mà về với nhau là cùng nhau để xây dựng nên cái gia đình nhỏ đó. Em cũng không cần là, nhiều khi em cũng đừng nói là anh phải ở có nhà ở Sài Gòn hay không, cái chuyện đó thì sau này lấy nhau về mình sẽ tính tiếp. Đương nhiên thì cái đó là cái định hướng mình phải hướng tới. Và đầu tiên là mình phải ổn định về mặt tài chính trước. Quan niệm của em là em không có dạng sống phụ thuộc về tài chính. Thí dụ hai người sống chung với nhau thì có những cái khoản chi chung thì mình cùng đắp xây vào đó, chứ không phải là kiểu như dạng như mà lợi dụng này nọ, anh phải mua cho em cái này cái kia, là em không có. Nếu mà một người lợi dụng thì không bao giờ có một cái tình cảm lâu dài được. Nếu mà hai người mà sống theo kiểu mà bình đẳng thì nó sẽ có một cái kết cục là bền. Thời đại bây giờ á, em biết không, ai cũng đi làm hết. Anh cũng đi làm, em cũng đi làm, ai cũng làm ra tiền. Thì ví dụ ở, nếu mà bạn bè đi chơi chung với nhau á, thì nó khác. Còn ví dụ yêu đương, hôm nay em trả là ngày sau anh trả. Đó là chuyện đương nhiên, đúng không anh? Anh cho một người yêu anh cái gì từ tấm lòng của anh, tự nguyện. Đừng bao giờ đòi hỏi anh bất cứ một điều gì thì cảm giác là anh bị tụt cái tình cảm anh xuống. Cho dù người đó không đòi hỏi anh có thể cho hơn người những cái thứ người ta đòi hỏi, tại vì mình thương. Nhưng mà mình cho từ cái tấm lòng, có như là mình, chứ đừng có hỏi anh ơi em thiếu cái này, anh ơi em thiếu cái kia. Mấy cái đó thì anh cái đó anh yên tâm đi, em không có chuyện đó. Nhưng mà em có cái này nè, tức là em thì rất là thích đi ra ngoài, nên là lâu lâu hay là một tuần á, anh có thể dành cho em bao nhiêu buổi để đi chơi? Anh thì làm công việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thì anh chỉ sợ là em làm văn phòng thì chủ nhật cũng nghỉ, nhưng mà thứ bảy chủ nhật anh không nghỉ được, thì anh chỉ rảnh buổi tối. Thì buổi tối thì em lúc nào em cần thì anh sẽ có ở đó. Không, buổi tối thì em vô tư anh. Thì đó, chỉ là có ban ngày thôi. Chị nghĩ là cuộc đời em lúc nào em cũng vô tư hết trơn, chứ không phải là chỉ có buổi tối em mới vô tư. Anh đi xuống từ giờ nào cũng có em, lúc đó cũng có mặt em hết trơn. Vậy đó hả? Ở nhà em ở đâu là? Nhà em ở quận 8. Ở quận 8. Mà xa anh không? Em nghĩ từ Thủ Đức xuống quận 8 luôn. Em ở khúc cầu Chánh Hưng đó. Anh cầu chi không? Cầu Chính Hưng là đi đường... Nếu mà anh đi xuống thì anh đi đường đại lộ Võ Văn Kiệt. Võ Văn Kiệt là... Anh tới cầu Nguyễn Tri Phương, là qua cầu đó là tới nhà em rồi. Cũng không xa mà không gần. Tầm mười mấy cây. Chịu khó đi anh. Lành quá nè, ảnh không xuống được thì em xuống thăm ảnh. Thì có vấn đề đó, thì nếu mà hai người mà đã thuận nhau rồi thì nó không cần thiết mà xa hay gần nữa. Để yêu nhau rồi thì không cần thiết xa nữa. Tiết kiệm thời gian. Ví dụ mà bữa nào anh bận thì em sẽ chạy lên. Chạy lên anh đi chơi. Bữa nào mà anh rảnh thì anh chạy xuống với em. Quan trọng em ngồi sau lưng anh được rồi. Nó không định chạy luôn đó. Nó chỉ đại chạy một lần xuống ở luôn, khỏi về luôn cho nó lẹ. Anh nói cái này thì em đừng buồn. Em sẽ giảm bớt cái đồ nói của em. Ví dụ cái nào cần nói thì mình nói, chứ đừng ví dụ đi những cái chỗ đám đông thì mình cái nào mình cần nói. Không nói thì thôi, đừng bao giờ mà sẵn ra thì người ta họ đánh giá thằng nó đẹp mà nói nhiều quá. Đó. Nhỏ này được cái rất là thiệt tình luôn. Nãy giờ nói thẳng thắn dễ sợ luôn. Nếu mà tôi gái mà nãy giờ ngồi nói vậy chắc tôi đứng dậy tôi đi về tôi khóc rồi. Nãy giờ mà bé nãy vẫn cười tươi luôn. Không, anh thích cái chữ thẳng đó. Thẳng quá, cái này thẳng quá. Bữa nay em ấy đi có dẫn mẹ đi theo, để mà muốn bắt con rể. Mà nghe con rể thẳng quá, tôi nếu là mẹ tôi cũng nhột nữa. Tôi để mẹ thẳng vô thẳng với em dễ thương chị. Chưa biết. Thẳng với em thiệt tình. Thiệt tình phải không? Chứ không phải là kiểu thẳng mà thẳng giả tạo. Hôm nay em đi với ai? Em đi với bạn em, hai đứa bạn thân. Rồi, mời hai đứa bạn em vô luôn. Dạ, con mời cô vô ạ. Cô ơi. Dạ, chào cô. Dạ. Nãy giờ con ngồi ngoài cô nghe cái cuộc trò chuyện của hai bạn này thì cô thấy có nhận xét như thế nào hả cô? Theo như cô nhận xét thì thấy thà là cái gì thẳng thắn mình nói từ đầu thì nó mới ấy, chứ đừng có giả dối. Cô cũng mong hai đứa có cơ hội bấm nút. Cô thấy hợp hả cô? Hợp. À, nhỏ ở nhà nó cũng nói nhiều dữ vậy đó hả cô? Không, không biết buồn là gì hả cô? Không, nó lúc nào con người nó cũng vui vẻ chứ. Mà cô cũng la hoài, nó cái gì con tiết chế là bớt. Hơi tăng động cô ha. Đúng. Nhưng rồi mà nhờ vậy sẽ lan tỏa được những năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Ai ở xung quanh bé này không có buồn. Không có buồn. Mà không buồn là thấy trẻ rồi. Chào cô. Thì hôm nay con tới đây á, thì con cũng cảm ơn cô đi chung với em. Thì con cũng muốn có cơ hội. Đúng rồi. Thì để được cùng em và đi đến một cái cục tốt đẹp. Và cũng muốn được làm con rể tương lai của cô. Đúng rồi. Con không biết là cô nhìn nhận con như thế nào.
Thì cô nhận xét con á là cái tánh của con á với cô á là cũng là một tánh. Cái kiểu như cái gì mình nói là mình nói thẳng ra để cho người ta nhận biết, chứ đừng có mà ấp úng là cô không có chịu. Nếu mà con không làm con dễ, làm con cô cũng được. Trời ơi, tuyệt vời. Rồi. Con rất là thương luôn á. Cô nói nè, nếu con kiếm được người chồng được, kiếm một đứa con cho cô nữa cũng được. Trời ơi, thấy thương dễ sợ. Có mà mẹ nào mà tuyệt vời như mà mẹ này đâu trời. Ủa hồi nhỏ, hồi đó nhỏ cam ao với cô không có cái bàng hoàng sửng sốt gì trơn hả cô? Không, không. Lý do là tại vì trời sanh ra cái tánh như vậy, cái lòng như vậy là phải như vậy thôi. Là cô biết em nó từ nhỏ luôn hay là lúc nào cô mới phát hiện? Nói là nói chung ra là cũng biết sơ sơ thôi mà không có nghĩ. Rồi Phúc đó, nó mới tâm sự với mẹ. Giờ tuổi Phúc sợ mẹ la, nhưng mà thật chất là mẹ không có la. Mẹ còn động viên nữa, mẹ nói nếu mà con chơi như vậy là như vậy thôi. Tuyệt vời. Những bà mẹ nào mà cũng vô cái trường hợp con mình như vậy thì thôi hãy chấp nhận con khi con come out để tạo thêm cái động lực cho con sống và phấn đấu trở thành một người tốt, người có ích cho xã hội. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, cảm ơn cô ạ. Rồi, bây giờ hai bạn trẻ bên đây, nãy giờ em là cái gì của anh Phong? Dạ, vừa là em vừa là bạn anh Phong, bạn thân. Hôm nay ngồi nhận xét cái cuộc nói chuyện này thì tụi em có cảm nhận như thế nào về cặp đôi này? Bạn bên đó thì em thấy là tăng động thiệt. Tăng động thiệt hả? Anh Phong thì nãy giờ là anh sống, nói chung là anh thật thà, thật lòng, cái gì cũng tốt hết, nhưng mà có cái hơi nội tâm. Hơi nội tâm nên đâm ra là ảnh cần một người ví dụ giống như bạn Phúc có thể làm cho ảnh vui được thì cũng là tốt. Vậy là hợp. Tại một người trầm với lại một người mà tăng động thì nó ok, nhưng mà có thể là giảm bớt xuống. Rồi biết rồi, cái đó chị sẽ nói. Được rồi. Em gái có ý kiến gì không? Ờ, em cũng thấy vậy. Rồi cảm ơn hai bạn. Dạ con cảm ơn cô nha. Chúng ta chờ sổ số coi hai bạn này có đồng ý về chung với nhau không nha. Em trai thể hiện tài năng, nói nhiều hát phải hay nha. Thì đến đây em cũng chuẩn bị một bài hát. Em hát bài Miền Tây Quê Tôi. Rồi. Miền Tây quê tôi, ai về ai nhớ ai thương. Vừa qua Long An chớ đào hương lúa còn vương. Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước. Rạch Miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Trời ơi, em mà nói em không lấy một cái chị gả cho người khác liền. Hồi nãy trong tấm hình của em á là chịu hai ba người luôn á, quá dễ thương luôn. Sao em buồn được, đi làm một ngày mệt mỏi vậy, áp lực quá, tắm rửa ra nghỉ ngơi nằm nghe nhỏ hót thôi là cũng vui rồi, đúng không em? Hạnh phúc nó chỉ là những điều rất là đơn giản, nhưng mà nói nó cũng bớt lại chút xíu nha cưng nha. Dạ. Để dành cho người ta phát biểu cảm xúc với nghe không. Rồi giờ hai bạn nắm tay nhau một cái đây nè. Sao anh lạnh nha, phải bắt tay nha. Em lạnh quá. Rồi lạnh thì làm sao cho người ta nóng, hiểu không? Rồi bây giờ nè, đặt cái tay vô nút bấm này, suy nghĩ cho kỹ, đừng nghe mọi người kích động. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm nút là hốt về, không đồng ý buông tay ra tôi gả, tôi kiếm người khác cho, đừng lo. Tụi em đẹp mà, em nói nãy em nói với cái giao diện này của em sợ gì ế, đúng không? Chuẩn bị tinh thần đi. 1 2 3. Mời hai bạn về cùng một phía, về cùng một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày chúng ta bấm nút hẹn hò. Rồi, vô rạp phim hôn nhau nữa nha. Vô, đây là vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Kính thưa quý vị, một cái cặp đôi rất là vui đúng không quý vị? Nhóm cặp đôi này là cặp đôi cộng đồng LGBT mà tôi thấy vui nhất đó giờ luôn á. Không có buồn được đâu với hai bạn này. Và nói đùa thôi chứ chúng ta đã bấm nút hẹn hò. Đây là một cái gì nó rất nghiêm túc. Hôm nay lại có sự chứng kiến của cả phụ huynh nữa. Và tôi cũng hy vọng rằng cặp đôi này sẽ có một cái thời gian bên nhau thật là dài, nắm tay nhau để cùng đi những cái đoạn đường còn lại của cuộc đời mình. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại hai chàng trai của ngày hôm nay. Tôi có hàng rồi, tôi có hàng rồi. Bây giờ đàn trai đã có rồi, giờ nhà gái phải ra thôi. Mời hai cô gái của chương trình ngày hôm nay. Cả bốn bạn đã vào vị trí của mình rồi. Trước tiên phải cho các bạn ấy giới thiệu về thông tin cá nhân chứ. Bạn trai ra trước, ưu tiên bạn trai nha.
Hôm nay tôi mượn áo đỏ, tôi ưu tiên cho chàng trai áo đỏ. Chàng trai áo đỏ. Xin mời em. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Tài, năm nay mình 34 tuổi, đang là nhân viên văn phòng của một công ty về phần mềm. Quê mình ở đâu? Quê ở Sài Gòn. Quê ở Sài Gòn. Nhỏ lớn sinh ra lớn lên Sài Gòn luôn. Nhà Từ Vũ. Hả? Sinh ra Từ Vũ. Này. Rồi, xin mời họ nhà gái. Một cô gái ngồi ở ghế màu đỏ. Em xin được chào anh Hứa Minh Đạt, chào chị Cát Tường, chào hai anh cùng chơi bên cạnh, cũng như chào toàn thể khán giả. Em tên là Đỗ Thị Nga, 31 tuổi và em đến từ Nam Định. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Hiện tại em đang kinh doanh spa. Em làm cùng với em gái em mở một cơ sở ở Cầu Giấy, Hà Nội. Chuyên ngành chính của em thì là về phun xăm thẩm mỹ công nghệ cao, tức là phun xăm mày môi mí. Hiện tại thì em đang phát triển mạnh về điêu khắc tóc hói và cấy chân tóc ạ. Nghệ thuật làm đẹp. Cô gái và đúng giờ thiên về làm đẹp. Chủ tiệm nha, chủ tiệm nha. Chủ tiệm nhỏ nhỏ thôi ạ. Chủ tiệm nhỏ rất khiêm tốn nữa Tường ơi Tường. Rồi ngày hôm nay em tới với ai? Hôm nay em tới một mình ạ, tại vì lý do bận công việc nhiều quá. Là em ở Hà Nội hả? Vâng, em ở Hà Nội ạ. Bay vào đây sao quay chương trình? Quay xong chương trình xong là em cũng phải trở ra Hà Nội luôn. Chưa gì em đã đòi bay đi rồi em ơi. Nhiều khi em quay xong chương trình em ở lại luôn cũng có. Dạ chị ơi, tại vì em có cái lịch gấp, nhưng mà nếu như mà anh ấy gấp hơn thì em có thể ở lại. Anh ấy gấp hơn thì em có thể ở lại. Ồ, anh ấy lại gấp hơn nữa nha. Giới thiệu của cô gái ngồi ghế màu đỏ và bây giờ là cô gái ngồi cái ghế màu xanh á. Bây giờ em giới thiệu về mình đi nè. Em chào anh Hứa Minh Đạt. Em chào chị Cát Tường cùng hai anh ngồi hướng kia. Em là Võ Thị Tường Vi, 26 tuổi. Em đến từ thành phố Đà Nẵng. Hiện tại em đang kinh doanh thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Vi ở Đà Nẵng, đang hiện sinh sống ở đây. Ngày hôm nay em đi với ai? Em đi với em gái em. Em gái em hả? Dạ. Là em ruột hay là... Dạ em ruột. Em ruột nha, thấy em ruột trời người ta chưa? Trời ơi, nhìn thấy em ruột lòng thấy lòng em như vậy là biết chị như sao rồi. Ghế xanh hả em, ghế xanh hả em? Dạ đúng rồi. Ghế xanh hả em? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Đó. Dạ đúng rồi, ai hỏi em đâu mà em dạ đúng rồi liền, hay quá. Em trước tiên cho em gửi lời chào tới chị Cát Tường với anh Hứa Minh Đạt và toàn thể khán giả đây. Em tên là Anh Duy, em quê ở An Giang, em sinh năm 94. Công việc hiện tại của em thì là ca sĩ tự do và làm trường siêu thị nữa. Thấy trong người cảm xúc như thế nào khi nhìn thấy em gái ở dưới? Vui. Vui ha. Dạ. Hôm nay đàn trai là đi tới có rủ theo ai ở nhà không chị? Tại có ai đi theo mình không? Mình đi theo với mẹ của mình, mẹ ruột. Mẹ luôn? Dạ chào cô. Dạ. Còn em? Dạ em đi theo với chị của em. Chị ruột hả? Dạ không, chị họ. Chị họ. Rồi. Bên đây hai chàng trai đều có người nhà đi theo. Tài hiện tại là giờ mình đang được ghép đôi với bạn Nga. Còn Duy thì mình đang được ghép đôi với lại là Tường Vi. Bây giờ mình sẽ hỏi cặp đôi màu đỏ trước nha ông Mai. Dạ. Trước tiên ngày hôm nay khi mà em nghe có một cái cô gái chương trình ghép đôi với mình mà người ta bay một mình từ ngoài Hà Nội vô đây thì cảm xúc em sao? Cảm thấy rất là phục bạn đó. Em có ngại yêu xa không? Trước giờ thì chưa có yêu xa bao giờ nên cũng không biết cái cảm giác nó như thế nào. Giả tỷ như bữa nay mà hai người bấm nút chọn nhau đó, em có sẵn sàng bay ra đưa cổ về không? Thí dụ thôi. Nếu mà cái tình cảm của hai bên nó chính tới thì chính điều tới đó cũng à. Có thể xảy ra. Rồi bây giờ về bản thân mình. Mình rất là có trách nhiệm, có tính kỷ luật. Về cái điểm yếu thì hơi khó tính một chút. Chắc là do cũng già rồi nên hơi khó tính. Ví dụ cụ thể như thế nào? Tức là những chuyện là nó không hợp lý. Ví dụ như là ăn chơi nhiều quá, đi chơi khuya hay sao vậy? Tức chơi là gì mà chơi tới khuya? Ví dụ như đi với bạn mà ham vui quá. Vui là vui cái gì? Ví dụ như đi với công ty hay đi với bạn bè vậy đó. Là ăn nhậu hay là ABC ăn nhậu với EFZ đồ? Ăn nhậu là đến Z. Gã ná thôi. Tới Z không? Chưa tới Z. Xạo. Mặt này là tôi nghi lắm. Không. Em thấy ý là em khó chịu về những chuyện đó chứ không phải là em khó những chuyện đó. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giòn hai trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt giòn hai trong một, giặt và xả tất cả trong một. Khó chịu về những chuyện đó là sao? Tức là nếu mà bạn bè hay là đồng nghiệp rồi có những cái chuyện đó thì em không có đồng tình với chuyện đó. Có nghĩa là đi chơi với bạn bè mà chơi từ A đến Z đó là em khó chịu. Em không có đồng tình. Em không có đồng tình. Dạ, dạ, vâng. Vậy là em bê đơ. Vâng. Vậy là em bê đơ. Thích gái không? Dạ có chứ gì. Thích gái không? Dạ có chứ gì. Có tật xấu gì không? Tật xấu thì nhất là bỏ nhiều thời gian chơi game. Bớt lại, mai mốt mà có bạn gái rồi là không có nhiều thời gian để dành cho game đâu. Dạ, cái đó mình... là cũng là sở thích của em. Nhưng mà mấy cái chơi game nó có tiền phải không? Thì cũng có chút. Đó hèn chi, tiết chế lại ha. Dạ vâng. Cô gái bên đây ngồi im lặng và mỉm cười. Ta cho cổ nói đi cho rất mình lạ. Nha, phải nói lên cái sở thích
và cái điểm yếu của em? Em là một người khá là độc lập tự chủ, em nấu ăn cũng tốt, em ưa thích công việc làm từ thiện ạ. Bà Nga ơi, con trai mà mê game là con gái không có thích thì em có đồng suy nghĩ với chị không? Em ưa thích một chàng trai vận động một chút, sport một chút, thể thao một chút, di chuyển nhiều hơn, vận động nhiều hơn sẽ làm cho anh ấy khỏe hơn. Anh ấy khỏe hơn thì bản thân anh ấy là người đầu tiên được hưởng lợi từ sức khỏe, sau đó thì sẽ là vợ con và cha mẹ. Vì anh ấy có khỏe thì anh ấy muốn đợi chị chút, đợi chị chút. À, sao chị gì đến bệnh nó vậy? Tôi làm theo lời bạn gái yêu cầu là phải có thể thao. Tôi coi có con chuột không hết. Trời ơi, chị đang trau chuốt cho bên đàn trai hả? Tại lý do vì sao? Vì cớ làm sao mà tới bây giờ vẫn độc thân vô tính vậy? Tại vì em tập trung cho công việc hơi nhiều quá. Môi trường của em cũng không tiếp xúc nhiều với nam giới. Có tiếp xúc một chút thì các anh ấy lại thuộc tiếp là muốn gom nông sản sạch. Muốn gom nông sản sạch. Nhưng tất nhiên là em không trong top đó nên là em vẫn F3 đến bây giờ ạ. Nhiều khi đến với chàng trai này sẽ chỉ em chơi game, hai đứa cùng chồng chí. Bye bye rồi, bye rồi. Nếu được thì em sẽ hướng anh ấy chơi thể thao ạ. Đúng rồi đó. Dạ, anh em... bên cạnh ơi, em thích chơi boxing đấy ạ. Anh có thể làm bao cát được không ạ? Cẩn thận nha. Sợ chưa Tài? Mình không có làm gì sai nên mình cũng không sợ gì. Đâu có, nhiều khi đàn bà con gái không cần phải theo lý lẽ đâu. Anh có thể làm bao cát cho em được không? Một lời tỏ tình dễ thương chăng? Tường ơi. Ơi, bây giờ chưa. Tới... Trời ơi, người ta nghe boxing bên đây người ta sợ rồi. Tỏ tình cái gì tí đi, tôi thấy là cái anh chàng Duy ngồi kế bên tôi đó là ngứa lắm rồi. Ngứa tay, ngứa chân, ngứa giọng lắm rồi. Duy, dạ. Hát câu nghe chơi, cho nó thay đổi không khí rồi, chừng bắt đầu mình mới vô giới thiệu. Mặc dù chưa gặp bạn nữ bên kia, có một bài hát em cũng thích, em xin hát tặng vài câu. Vỗ tay cái gì ơi. Rồi rồi. Chạm nhẹ vào ánh mắt, say như ngàn tia nắng dịu êm. Chạm vào nụ cười ấy, anh quên đi mọi thứ trên đời. Chẳng thể nào cố giấu, anh không thể ngừng nghĩ về em. Là người duy nhất khiến anh yêu đến nổ tung. Lại gần đây ôm anh thật lâu, nhẹ nhàng bàn tay đan vào nhau. Mặc kệ thế giới chúng ta vô hình tan biến cho nhau. Ổn nha Tơ. Ổn không? Ổn không? Ổn ổn. Rồi bây giờ cho hỏi một câu nè. Nghề nghiệp là ca sĩ, mà thường ca sĩ là người ta trau chuốt bề ngoài lắm. Sao ca sĩ này đen vậy? Dạ, do ca sĩ này thích đi phượt. Hèn chi có làn da rám nắng săn chắc ha. Wow. Rồi, cũng được, thì đi phượt cũng là một môn thể thao tuyệt vời. Nãy giờ em nghe em ngồi em cư không ha? Ngồi anh khiêu khiêu. Mà khiêu khiêu anh vụ gì vậy? Thích anh này hay sao? Dạ, em cũng là hơi ấn tượng với cái bạn này. À, vì em thấy bạn thích đi phượt và mô tô, hơi cảm giác mạnh. Thích ca tinh mạnh đúng không? Dạ. Bây giờ sở trường, sở đoản em là cái gì? Điểm yếu em là cái gì? Sở trường của em chắc vẽ với thời trang. Thiết kế hả? Dạ, những gì liên quan tới trẻ em. Thích con nít? Dạ, em cũng có hoạt động bên lĩnh vực gọi là nghệ thuật kích ấy. Là những cái gì liên quan tới kích là em... À, em có dạy dạy vẽ cho trẻ em luôn. Những cái gì liên quan tới con nít đều thích hết. Dạ. Rất thích con nít đó nha. Em muốn đẻ mấy đứa Vi? Chắc một. Tì vậy? Một thôi. Sao tự nhiên thích con nít đẻ con đứa vậy? Không, một đứa thì mình chăm sóc nó kỹ lưỡng hơn chị. Vi ơi, nhưng mà cho chị hỏi riêng cái nè. Em nói là công việc của em là em thích trẻ con, mình tương tác với trẻ con mình phải nói nhiều chút xíu. Chị vẫn chưa hiểu rõ vậy là cuối cùng cái công việc chính thức của em là em làm gì? Công việc chính của em ấy là kinh doanh thời trang trẻ em. Em có một cái thương hiệu riêng và cũng hoạt động ở vị trí nhà thiết kế. Rồi. Thiết kế thời trang trẻ em luôn. À, về cái tương tác với trẻ em á là khi em làm việc với trẻ em ấy thì em sẽ gọi là mình muốn tương tác với các con á là trước tiên là mình phải biến mình. Biến mình thành con nít. Dạ, đúng là biến mình thành con nít rồi mình mới tương tác được. Còn khi mình quay trở lại với mình thì nó phải là chính mình. Gặp con nít thì người ta mới nói chuyện nhiều với con nít. Nói chung là một cô bé như thế này là theo kinh nghiệm của Duy Tường là rất có cá tính. Hay sao, hay sao? Nghe Vi giới thiệu thì em thấy em với Vi có hai cái điểm đồng nhất với nhau. Nhiều đó là hai điểm đồng rồi đó hả? Đồng gì? Về vẽ với lại về con nít. Em rồi. Cũng thích con nít. Khá là thích. Bây giờ nói về tình trường. Em có hai mối tình rồi. Em khai thiệt nha. Tao thiệt. Mối tình đầu tiên hồi nào? Mối tình đầu tiên là hồi thời còn sinh viên. Sinh viên. Là quen với bạn đó là bạn đó học cấp 3. Ừ. Quen được mấy năm? Quen được 4 năm. 4 năm? Dạ đúng rồi. Nguyên nhân sao chia tay? Nguyên nhân là lúc đó ham chơi quá, kết quả học tập nó không được tốt.
Cả hai luôn. Dạ. Chơi game chung. Dạ, chơi game chung. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Rồi còn mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là lúc bắt đầu đi làm. Dạ. Quen một thời gian thì cãi nhau nhiều quá nhỉ? Do bất đồng quan điểm. Bất đồng quan điểm về chuyện gì? Em ghen với bạn gái. Tại bạn gái là có một anh bạn rất là thân. À, cũng hay nhắn tin với anh bạn. Mối tình nó kéo dài mấy năm? Dạ được 2 năm. Cũng được 2 năm mà bây giờ kết cuộc rồi cũng chưa biết là cái người đó là có yêu mình không hay là yêu thằng bạn thân. Hả? Tại em không có tìm hiểu. Đúng rồi, chia tay mối tình đó là cách đây bao lâu rồi? Cũng hơn 5 năm rồi. 5 năm rồi. Rồi sao tự nhiên 5 năm nay rồi ở không? Thì không có kiếm được người nào thương mình. Trời ơi, em đàn ông em phải chủ động chứ, vậy em ngồi đợi ai thương em? Đúng là chị nói là không, em không có chủ động. Tại vì đi làm rồi về nhà giải trí làm game rồi đó. Chơi game rồi, bởi vậy nó không có cái thời gian để mà nghĩ đến chuyện đó luôn. Thôi dẹp giùm tôi cái game nha, tình yêu mới tới được nha. Nghe tình trường bên đây vậy, Nga thấy sao Nga ơi? Về tình trường thì em nhiều hơn anh ấy chút chút ạ. Nhiều gấp hơn? Đôi ạ. Chút chút ạ. Gấp đôi ạ. Gấp đôi là nãy là ảnh dạ, là hai anh có 2 mối tình, em có 4 mối tình. Quá xuất sắc. Mối tình đầu tiên đấy là mối tình hồi sinh viên ạ. Tình yêu sinh viên như cơn mưa rào. Hết trận mưa rào thì con nào về nhà con nấy thôi ạ. Hết trận mưa rào thì con nào về nhà con nấy thôi ạ. Tình yêu như cơn mưa rào, cho hơn hết mưa rào thì con nào về nhà con nấy thôi là hết mối tình đầu. Dễ thương. Mối tình thứ hai cũng là sinh viên mà bọn em kết thúc là vì bố anh ấy ốm nên là bác muốn anh yên bề gia thất chia tay đơn giản vì anh ấy đi lấy vợ. Mối tình thứ ba thì anh ấy ít hơn em 1 tuổi ạ. Sau một thời gian tìm hiểu thì có đợt mẹ em vào viện thì anh cũng có quan tâm, nhưng thay vì quan tâm đến mẹ em thì anh chỉ quan tâm mỗi em thôi. Với cái suy nghĩ của anh ấy nó vẫn còn trẻ quá. Đối với kết hôn thì cần phải có chuyện gia đình, phải suy nghĩ nó rộng hơn. Em cũng nhìn nhận thấy là chàng trai này chỉ yêu thôi chứ chưa có thể tiến tới hôn nhân sâu hơn được. Mối tình thứ tư kết thúc vào năm 2015. Người yêu đó của em thì anh ấy đã trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ. Suy nghĩ của anh ấy khác hẳn. Và em thì là một người mới, em chưa có kết hôn lần nào, kinh nghiệm em chưa có nhiều. Em chia tay rất là nhanh gọn. Sau khi chia tay thì không có liên lạc gì với người cũ. Facebook không, điện thoại không, Zalo không. Tức là không liên lạc gì hết. Nghe cho chị hỏi là 6 năm nay tại sao em cũng không có quen ai? Cũng tương tự với anh Tài bên đây là suốt 5 năm lại không có mối tình nào, lý do gì vậy em? Sau khi chia tay thì em cũng có một chút buồn. Em thì thú vui của em lành mạnh hơn của anh Tài là em đi làm về này. Em sẽ đi tập gym, boxing. Sau đó thì ăn tối, một chút công việc và đi ngủ. Hy vọng ngày hôm nay với sự mát tay của hai đứa mình sẽ kết nối được cho cặp đôi này. Dạ. Tình trường thì sao cưng? Em có 3 mối tình. Một là thời lớp 11 quen tới khi ra trường. Đã có 2 năm phải không? Lớp 11, 12. Dạ. Còn mối tình thứ hai là khi em phục vụ trong quân đội. Có đi quân đội nữa. Dạ. Lúc đó bạn này là sinh viên vào múa để cho em hát. Sau khi ra quân thì cũng có xuống nhà bạn đó chơi, làm quen những người trong gia đình đó, người thân đó, thì có một lần gặp được ba của bạn hỏi là sau này em tính làm cái gì, thì em mới nói là con định thi lên thành phố để con học nhạc. Em nhìn sắc mặt thì em nghĩ là chúng không thích rồi. Chào em. Chào anh. Áo da rất bụi, không trần. Mô tô mà, đi phượt mà. Dân đi phượt, rắn rỏi đàn ông á nha. Theo anh thấy là em với lại áo vest tím là có vẻ hợp nhau đó. Cô gái bên anh là nhà thiết kế đó nha. Còn một mối tình nữa. Còn mối tình nữa. Cái mối tình cuối mới là quan trọng. Tại vì cái lúc đó lúc đã trưởng thành rồi. Này thì nó hơi ngắn. Trong lúc em ôn thi thì có làm quen với bé đó, nhỏ tuổi em nhiều lắm. Bé đó thì là con một. Mẹ em thì thấy bé nó còn nhỏ quá, em thì lại chuẩn bị thi lên đây. Mẹ có góp ý kiến là nên suy nghĩ lại. Em có mấy mối tình rồi cưng Vi? Dạ em có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên ấy, thì năm đó em mới 17 tuổi thôi. Anh đó là ảnh học ở Hồ Chí Minh, ảnh về Đà Nẵng. Xong rồi em với ảnh thì kiểu tình yêu gà bông thôi. Kiểu tình yêu gà bông thôi. Tình yêu gì? Gà bông, dễ thương. À gà bông, một mối tình dễ thương. Dạ em không biết sao ấy, mà em quen mối tình nào nó cũng gặp gọi là hơi trắc trở. Mối tình đầu là mối tình gà bông trắc trở. Không, nhưng mà anh đó lớn hơn em 8 tuổi rồi. 8 tuổi. Do em còn nhỏ nên là anh gà bông thôi em thôi. Mối tình thứ hai thì em với anh kia quen xa. Anh kia thì ở Hà Nội. Dạ, lúc em đang là sinh viên. Quen cũng gần 1 năm nhưng mà gặp có đúng 1 lần. Hạn chế gặp nhau thì nó sẽ dẫn đến vì ảnh hưởng địa lý đúng không? Mấy người yêu xa nó khổ lắm. Tình yêu đích thực thì sẽ tới được với nhau thôi, không gì nói hết. Nói chung là tình yêu chưa đủ lớn. Đúng rồi, tình yêu chưa chín mùi nên cuộc tình thứ hai là cũng yêu xa là cũng đi xa luôn. Yêu xa là cũng đi xa luôn. Dạ đi xa luôn. Mối thứ ba thì
Sau khi em ra trường 2 năm thì em mới quen bạn đó. Lúc đó là em đang trong quá trình gọi là khởi nghiệp ấy. Bạn kia thì cũng mới ra trường thôi. Khởi nghiệp thì nó có nhiều khó khăn lắm, tại em lại là nhà thiết kế nữa. Có nghĩa là vì em hoạt động ở đây là vừa nhà thiết kế mà em phải xây dựng thương hiệu của em nữa. Mọi thứ nó đều rất khó khăn, một mình em thì không thể gọi là cứ quản lý được cái kế hoạch của mình ấy. Xong ở đâu tự dưng bạn đó xuất hiện đúng cái thời điểm mà em đang khởi nghiệp luôn. Thì bạn hỗ trợ giúp đỡ cho em. Em không biết sao, em không bao giờ được một năm, dù em rất muốn quan lâu nhưng mà không bao giờ được. Chắc em có lời nguyền rồi phải không? Dạ em cảm giác bị như vậy. Tôi thấy bên đây nhà gái ngon á nha. Hay lắm luôn á. Để tôi quay lại anh chàng Tài hồi đầu nha. Tài ơi. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Vui tính vậy. Vui tính. Nói nhiều một chút. Nói nhiều. Tại vì em hướng nội em nói ít lắm. Mà đàn ông là phải chủ động nha. À, chủ động là mình hành động thì đương nhiên mình chủ động. Mình hành động thì đương nhiên mình chủ động. Ờ không nói mà làm thôi. Dạ. Biểu hiện hành động nhiều hơn là mà nói. Mà em thích cái mẫu người sao? Cao thấp lớn bé như thế nào? Dưới 1m6 cũng được. Trời ơi trời. Em cao mét mấy nói cho bên kia nghe. Em cao khoảng 1m68. 1m68. 1m68 nè. Bên đây nhiêu nè? Trời em cao 1m50 thôi ạ. Dưới 1m6 cũng được. Trời em cao 1m50 thôi ạ. 1m50 nè. Được. Ổn quá, ổn luôn á. Anh dài lớn là đẹp rồi. Anh Tài bên đây là rắn chắc lắm á. Em thích người sao? Mẫu người lý tưởng của em sao? Vì em chơi được thể thao cho nên em cũng thích bạn trai em có thiên hướng thể thao một chút. Em chơi môn gì? Em chơi được khá nhiều, boxing, karate do, yoga, gym. Để chị coi trong các môn đó ông này ông có chơi được cái môn nào không nha. Được chị. Môn gì? Thể thao thì em rất là thích. Môn gì? Bóng rổ, bóng rổ. Chơi bóng rổ luôn hả? Chứ không lẽ ông muốn người ta chơi bánh đũa? Muốn chơi bánh đũa đi ông hả? Trời ơi công nhận em chịu khó vượt khó ghê luôn á. Cái ghế đỏ là được ngồi gần hơn ghế xanh á. Điện nó màu đỏ nữa, điện nó bắn á. Bắn màu xanh xa nè, nãy giờ có nghe được gì không? Tài tôi quên luôn. Duy không phải bồ cũ thôi, tên Tài. Bồ cũ thôi tên Tài. Trời ơi chắc chị sắp vô ghê. Duy sao cưng? Em thì cũng có một chút ấn tượng với bạn Vi. Nhưng mà cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Về ngoại hình thì em thích mắt hai mí. Mắt hai mí có không vậy? Có hai mí không? Nhìn mấy em gái kìa, 10 điểm như nhau á nha. Gò má hơi cao xíu. Trời ơi gò má cao. Trời ơi bà chị là gấp đôi luôn nha. Tiếp đi cưng, tiếp đi cưng. Cái điểm cuối cùng là hơi bị hút đối với em á nha. Là gì? Răng thỏ. Nguyên răng thỏ. Răng thỏ. Chết rồi, em gái dưới này ngồi cười không mà. Răng nanh luôn nha. Nói chung là có răng. Dạ. Có răng. Do răng. Ơi lần đầu tiên tôi mới nghe nói có người thích răng thỏ. Chi vậy cứ? Không có. Nói chung ít là có răng thỏ thôi chứ không phải là hai cái răng nó nhô ra ngoài luôn. Nhô. Nhưng mà lý do tại sao mình thích vậy? Thần tượng từ nhỏ của em luôn. Thần tượng ai? Vương Tổ Hiền. Đúng có hai cái răng thôi nhô lên chút xíu. Đúng rồi. Châu Hải My cũng có nha cơ. Đúng rồi có. Châu Hải My cũng có. Nhưng mà nét Châu Hải My không bằng. Rồi hiểu rồi. Thỏ. Bây giờ tới đàn gái nè. Đầu ao ước của em một mẫu người đàn ông lý tưởng là như thế nào? Đang hỏi ai vậy? Đây đang hỏi Vi. Đang hỏi Vi. Vi đúng đối tượng. Nói ra sợ mọi người giật mình. Nói ra sợ mọi người giật mình không sao. Anh đã thủ thế rồi không giật mình đâu. Thì ai cũng thích đàn ông thông minh hết. Đường anh Trung. Trời ơi, nói cái giật mình thiệt, em đã thủ thế rồi. Mẫu người thôi. Xong cái quyền ước mơ em. Em gần vậy gom là Việt Nam, em đi qua xa quá quốc tế rồi. Nói mà bạn trai chiều cao trước ấy, thì là phải 1m75. 1m75. Không tới đâu, trả giá chút đi. 74. Không tới đâu. Mang guốc cũng được, bên kia mang guốc. Em nếu em độn lên hết mức được nhiêu cưng? 68. Độn hết mức 1.68 thôi nha. Kêu thằng bé đi mang cà kheo luôn. Cà kheo. Có thể nó ảnh mua đôi giày giống Trấn Thành cũng được. Tính là giày đôn. Thì chị rồi, nói giày đôn hết. Đó là chiều cao. Là còn gì nữa không? Em thích đàn ông săn chắc khỏe mạnh. Giống như chị. Ai cũng phải thích đàn ông thể thao hết. Cái này ổn. Cái này hồi nãy anh thấy rồi. Trời săn chắc tướng cơ bắp. Nhưng đi phượt mà. Nếu anh đi phượt thì chắc chắn là phải thích thể thao rồi. Còn bản thân em là thích yoga. Chị. Ủa sao em không nhìn bên kia mà em nhìn chị này hoài vậy? Tại em cũng thích phụ nữ đề. Trời ơi, hai người phụ nữ hôm nay thích nhau kìa. Cái gì, sao? Chết tôi rồi. Bây giờ đang bị rối tường ơi. Chị hiểu rồi, có nghĩa là một là em thích cỡ Donald Trump. Mà nếu Donald Trump không được, cái là em thích phụ nữ. Trời ơi. Phải không? Trời em ghê quá. Không phải hai đứa nắm tay nhau về luôn đi. Đặt khỏi bên đây, khỏi mở màn, mở ràng nữa. Em bên Tài nắm tay nhau đi về nha. Thôi bỏ đi cưng. Bây giờ người ta đi tới đây có người thân, mình phải hỏi ý kiến. Bây giờ thì mình sẽ mời người lớn trước. Dạ con chào cô.
Dạ, tôi chào chị Cát Tường. Dạ. Tôi chào anh Minh Đạt. Dạ. Dạ, tôi chào tất cả quý vị khán thính giả ở trong phim trường. Tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là mẹ của cháu Tài. Thì tôi thấy là hai cô gái này rất là đáng yêu. Các cháu đều rất là thành đạt, rất là chững chạc. Tôi thích hai cháu lắm. Cháu Nga thì lại rất thích về cái vấn đề về thể thao mà lại nấu ăn giỏi nữa. Cháu lại ăn nói rồi rất là trôi chảy mà lại rất hợp với lại cháu Tài là thích là nói nhiều. Vi thì lại Vi lại có cái ưu điểm khác nữa là Vi rất yêu trẻ em. Vi nói chuyện cũng rất là dịu dàng, rất là mạch lạc. Chỉ có một cái điều mà ở trong bụng á là tôi cũng hơi tiếc tiếc. Cả hai cô gái đều ở xa quá. Tôi thương bé Nga ở tận ngoài Hà Nội, ngoài Bắc luôn. Tôi có ra Bắc một lần rồi và cũng có ra Đà Nẵng luôn. Tôi cũng tự giới thiệu tôi quê tôi ở Huế. Nhưng mà tôi và theo ba mẹ tôi vào trong Sài Gòn này ở cũng lâu rồi. Tôi chỉ tiếc có mỗi chuyện đó. Cháu Vi hiện giờ là Vi đang làm việc ở trong thành phố Hồ Chí Minh hay ở ngoài Đà Nẵng cháu? Hiện tại con đang sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. Dạ. Còn tội Nga, Nga ở tận ngoài Bắc luôn phải không Nga? Dạ vâng ạ. Tôi chỉ có những cái ý kiến như vậy thôi. Còn lại tôi nghĩ là cái quyền quyết định là của các con. Nhưng mà mẹ hôm nay con trai đưa mẹ đi theo. Mẹ nói vậy Tài rối thêm á mẹ. Mẹ dạ. Chọn thí dụ giờ cho mẹ chọn. Mẹ chọn ai? Mẹ nói đại tiếng một đi nè. Nếu mà chị Tường nói vậy thì tôi cũng nói thật nè. Dạ. Tôi rất yêu hai cô gái này. Dạ. Nhưng mà nếu xét về vấn đề thực tế á thì tôi chọn người gần. Cháu Nga đừng buồn cô nha. Dạ. Không buồn. À. Tại vì cô cũng nói thật là cô đã có một cô con dâu ở xa rồi. Hai vợ chồng cực lắm. Cô không có chê Nga gì đâu. Không chê. Mà cô nói là tiếc mà. Rất tiếc là ở ngoài Bắc xa quá. Nếu mà trường hợp mà Nga mà vào được trong thành phố Hồ Chí Minh thì là quá tốt luôn. Cảm ơn cô ạ. Dạ. Em chỉ nghĩ là nếu mà một tình yêu đích thực á, thì Nga sẽ sẵn sàng vào thành phố để mà lập nghiệp. Tại vì cô bé này rất là độc lập. Tình yêu nó khó nói lắm em. Dạ, nửa vòng trái đất người ta còn bay về mà. Huống dạ. chi là trong nước Việt Nam mình. Cô này chưa biết mà, cô này lát nữa đối mặt thì mới biết ha. Hello em. Xin chào chị Tường, chào anh Đạt, chào các bạn cùng chơi với lại quý khán giả. Thì em là chị của anh Duy. Bạn Vi á, thì là cùng trang lứa với lại Duy. Chị thấy em là một cái người phụ nữ giống như kiểu là ít nói, mà Duy nó thì nói nhiều. Mà hai đứa mà nói nhiều thì về là chắc là banh nóc luôn hả chị Tường ha. À. Đây là phải bổ sung cho nhau những mảnh ghép. Rồi, cảm ơn em gái. Tới người nhà của Vi nè. Lần đầu tiên cho em gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và các anh chị cùng tham gia chương trình. Nãy giờ em quan sát á, thì em thấy anh Duy kiểu như phong lưu, kiểu như đào hoa đó. Còn chị ba em á, là chị Vi á, chị rất là nghiêm túc trong công việc, có khi phải thức tới khuya 2 đến 3 giờ sáng để làm xong cái bộ sưu tập của mình. Em không biết là anh Duy nếu như mà chấp nhận quen với chị em á thì có chấp nhận yếu và đồng cảm và kiểu như là mình thương người phụ nữ hơn. Có nghĩa là em thấy anh Duy là trong những cái mối quan hệ trước đó thì em chưa thấy anh Duy có những cái mối quan hệ sâu sắc, thì em không biết là nếu như bước tới mối quan hệ nữa thì sẽ như thế nào, sâu sắc hơn hay là anh dễ dàng buông khi mà gặp những cái khó khăn nào đó. Những mối tình trước á sâu sắc cũng có, nhưng mà là do nó ở cái thời điểm anh còn quá trẻ. Và thời điểm đó là anh phải lựa chọn sự nghiệp với tình yêu. Nên anh muốn anh có sự nghiệp. Tại vì anh không muốn là người phụ nữ của anh ra đường mà phải thua bất cứ ai hết. Dạ, yeah. Cảm ơn anh. Cái kế hoạch và mục tiêu cho tương lai về công việc của mình nó đảm bảo và chắc chắn chưa? Hay là công việc của anh hiện tại đã là đủ rồi? Cái về công việc hiện tại á, hiện tại anh đang là gọi là làm thêm. Nhưng mà anh lại có cái hướng đi lên ở bên phía siêu thị đó. Em cảm ơn anh Duy. Bây giờ em có lời gì muốn hỏi đúng không? Thực ra em cũng muốn chia sẻ thật là em là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Hai em gái của em cũng kết hôn rồi. Bản thân em xuất phát điểm từ sư phạm cho nên là em cũng rất là yêu quý trẻ con. Em gái của em sinh em bé trong viện sau em là người đi chăm và tắm cho cháu á. Bố mẹ thì em đã xây sửa nhà cửa cho bố mẹ rồi, vào bảo hiểm rồi, có tiền dưỡng già cho ông bà rồi. Thì em không còn lo nhiều nữa. Em khá là độc lập, em có khả năng di chuyển khá là tốt. Em không biết là anh Tài hay ở nhà chơi game thì cái khả năng di chuyển và thay đổi của mình có tốt không anh? Anh có dám có em một cô gái Hà Nội với khoảng cách hơi xa để mình có thể đi lại không ạ? Hiện tại thì công việc anh ổn định. Nếu anh bỏ cái việc chơi game thì anh có thể di chuyển hoặc làm một cái việc khác. Không ngại về địa lý rồi. Mà tôi thương quá à, tôi thương cô Nga quá à. Dạ, rồi, thôi bây giờ vậy nè. Chắc là hai chị em mình phải mở cửa trái tim thôi. Dạ, đúng rồi chị. Để cho cả bốn bạn có thể trò chuyện trực tiếp với nhau. Mở cửa trái tim. Wow. Trời ơi. Bây giờ các bạn có thể trò chuyện trực tiếp với nhau rồi đó.
tôi vẫn cứ ưu tiên cho cặp đỏ trước đi vì họ ngồi gần nhau. Chào anh ạ. Mạnh mẽ lên em. Nãy giờ cũng có một thắc mắc là không biết tại sao mà em sinh sống ở ngoài Hà Nội nhưng mà em lại có cái quyết tâm là vô đây tham gia chương trình để kiếm một bạn trai. Thực ra thì quyết tâm của em cũng không cao lắm đâu, có chất xúc tác ạ. Em gái em nói với em một câu là em có người yêu rồi bác vẫn ế, em kết hôn rồi bác vẫn ế, em có bầu rồi bác vẫn ế, bi chuẩn bị lấy vợ rồi bác vẫn ế. Thế là em gái em đăng ký cho em chương trình. Tiếp theo đó bước còn lại là ở em ạ. Đừng bao giờ để cái câu ngày hôm nay tham gia chương trình rồi em vẫn ế. Em hy vọng là sẽ không nói thêm câu đó nữa. Đúng rồi, chị cũng hy vọng như vậy. Khi vừa nhìn thấy nhau thì cái cảm xúc đầu tiên của em như thế nào? Tại em thấy rất bất ngờ vì một cô gái mà thể thao như vậy nhưng mà có thể có một cái gu ăn mặc rất là gọi là thường là bánh bèo. Dạ bánh bèo. Em cũng phải cố gắng lắm đấy ạ. Vì format của chương trình yêu cầu mọi người không nên mặc đồ tối màu lắm, mà đồ của em thì 90% là đồ tối màu. Để hôm nay có thể ra mắt người em đã nói... phải đi sắm một bộ mới tinh á. Không có thể nào đánh giá bằng cái nhìn đầu tiên phải không em? Phải muốn hiểu thì phải gặp nhau nhiều lần, phải bay ra bay vô tốn mớ tiền vé máy bay mới hiểu được cổ chứ. Cách ăn mặc của em hàng ngày thì em mặc đồ như thế nào? Em mặc đồ cá tính một chút, chất một chút và hơi giống Duy một chút. Tại vì em cũng là dân đi phượt, em đã phượt xuyên Việt bằng xe máy rồi. Sao cưng? Dạ. Sao mà mở cửa trái tim ra thấy sao? Dạ chưa, em chưa nói chuyện với Vi. Bây giờ nói đi. Không, giờ để hai anh chị nói. Không, bây giờ mình có thể chen vô được rồi đó. Tại vì người ta nói người ta ăn mặc giống em, có vẻ hợp với em. Không, chị em thì hồi nãy giờ em cũng nghe chị Nga chia sẻ thì em với chị cũng vài điểm tương đồng. Có nghĩa là em cũng giống như Vi thôi, là về vấn đề về các trẻ em. Gặp Vi thì trước mắt là gần na ná giống như là cái tưởng tượng của em. Còn Vi thì sao Vi? Đầu tiên khi nhìn thấy Duy thì sao? Cảm xúc của em như thế nào? Khi mà mở cửa ra, em thấy cái hình ảnh của ảnh nó khác so với cái giọng. Là so với cái lúc ảnh nói chuyện á. Khác sao? Dạ, khi mà ảnh nói chuyện á thì em nghe đây là một chàng trai khá là lanh nè. Lanh lẹ. Dạ, lanh lẹ. Thì cái bề ngoài nó sẽ không có điềm đâu. Hay là do mở cửa mà ảnh nhìn em xong cái ảnh như vậy em cũng không hiểu. Nãy giờ Tài ít nói quá. Tài ít nói quá. Nói đi Tài, muốn nói gì với Vi không? Nói cảm nhận về Vi, cảm thấy rất là trưởng thành, rất là chín chắn, khác xa với những cái gì mà chia sẻ nãy giờ với mọi người là thích trẻ con và thường làm việc cái liên quan tới con nít. Trong đầu cứ nghĩ là Vi là sẽ rất là dễ thương. Nhí nhảnh rất là nhí nhảnh trẻ con. Tính cách em á nó hơi đa nhân cách một chút. Có thể là do em hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Mình học nghệ thuật nữa. Khi làm với cách thì em phải giống như các con. Còn khi mình là bản thân mình phải quay về chính mình là một người nghiêm túc. Nếu như anh muốn thấy em dễ thương ấy thì anh phải bước vào cái thế giới thời trang của em thì anh mới thấy được điều đó được. Nãy mẹ em rất là ngại việc yêu xa. Em nghĩ sao? Em thì không có ngại việc yêu xa. Yêu thì nó không phải một sớm một chiều, nó là một cái chặng đường dài. Điều gì cũng có thể thay đổi hết. Cũng có thể là thời gian sau em có thể bay ra với bạn Nga ở ngoài Hà Nội. Mà cũng có thể là Nga thấy sao em? Em cũng không quan trọng hóa việc yêu xa thì được nhưng ở xa với nhau thì không được nha. Đúng. Phải là ở gần. Chị cũng đồng quan điểm như em, vợ chồng đặc biệt là vợ chồng son phải ở vợ đâu chồng đó. Đúng có rồi. Nghèo có khổ gì cũng là phải ở với nhau. Đồng ý, cô này hay nha. Em nghĩ sao về làm dâu? Em cũng không ngại khoản làm dâu ạ, tại vì tư tưởng của em thì bố mẹ chồng hay bố mẹ mình không có sự phân biệt. Bố mẹ nào cũng là bố mẹ hết. Em cũng không phải là người đoảng nữ không gia tránh cho nên em cũng không lo việc đó. Cái còn Vi, em không có quan trọng hết cái vấn đề làm dâu. Em vẫn có một người em trai, sau này mà em trai em ấy cũng sẽ lấy vợ thôi. Bây giờ thì mình làm chị thì mình phải gương mẫu đầu tiên để cho cái cô em về sau mà về nhà mình á sẽ noi theo mình nè. Nga hồi nãy chị nghe anh Tài nói biết đâu một lúc nào đó có thể anh sẽ bay ra Hà Nội anh ở với em. Nhưng mà chị hỏi cái phép ngược lại, nếu em lấy chồng thì em có sẵn sàng xa xứ để theo chồng không? Từ đó em lập nghiệp em đã xa gia đình rồi. Em có định hướng là sẽ di chuyển khá là nhiều, miễn sao phù hợp với công việc và sau này. Nhưng mà cái công việc của em hiện tại em nói em làm spa đó thì nó đang ổn định ở Hà Nội rồi mà. Em hoàn toàn có thể mở thêm chi nhánh ạ. Nếu như có gia đình trong này thì em sẽ tập trung chi nhánh trong này nhiều hơn để cho em gái em tiếp quản trong kia. Rất là đơn giản ạ. Đó, mình nói nhiều chút xíu để cho mọi người hiểu được nhau hơn. Trước khi mà đi đến cái vấn đề quan trọng thì chương trình cho các bạn ấy thêm một cái quyền nữa để kiểm tra cái cảm xúc một lần nữa cho bản thân của mình. Nhà trai có đưa ra một cái đề nghị là muốn được nắm tay các cô gái thì không biết ông Mai tính sao. Đồng ý không? Được, đồng ý không? Em này em đồng ý, được. Đứng lên.
tiến qua bên kia. Từng cặp một nắm tay nhìn nhau 30 giây để coi có điện, có cảm xúc gì với nhau hay không. Đó. Rồi. Nhìn đi. Rồi có nói gì khi cảm xúc vẫn muốn nói gì thì nói nha, cơ hội ngàn năm có một. Có gì nói sau ạ? À? Có gì để sau? Rồi, nói vậy đó hả? Rồi, Tài có muốn nói gì nữa không? Để sau rồi nói. Rồi thôi về luôn. Về chỗ. Nhân dịp vào tham gia chương trình thì em cũng có một món quà tặng anh ạ. Trời ơi, có quà luôn. Rồi cũng có món quà nhỏ tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Tới cặp mình rồi đó cưng. Vi và Di. Hay quá. Vi cao hơn em tí. Rồi, tiến qua luôn. Rồi, thẳng luôn hả? Rồi, tiến qua luôn. Rồi, tiến qua luôn. Cho anh gọi chứ. Anh thì sau khi nắm tay thì anh có cái kiểu giống như là cảm giác quen thuộc chút xíu. Anh đừng nói giống người yêu cũ. Không không, anh không nói giống người yêu cũ, không ai giống em. Về chỗ à, được rồi, được rồi. Và bây giờ chúng ta cũng phải đi đến cái đoạn kết rồi. Dạ đúng rồi. Cũng phải xem là ngày hôm nay cuối cùng là cảm xúc nó sẽ đi về đâu. Cặp đôi nào sẽ đi đến với cặp đôi nào. Những người tham gia chương trình ngay giờ phút này có quyền có 3 sự lựa chọn. 3 sự lựa chọn. Đầu tiên là các bạn không bấm nút, có nghĩa là không chọn, không chọn ai, ai hết. Sự lựa chọn thứ hai thì các bạn có quyền bấm vào cái nút bấm trên có cái ghế nút của mình. Nó có hai nút bấm, một cái nút bấm màu đỏ, một cái nút bấm màu xanh. Nếu mình thích cái cô màu đỏ thì mình sẽ bấm nút màu đỏ. Còn nếu như mà mình thích cái cô màu xanh, mình có quyền bấm nút màu xanh. Chúng ta có quyền lựa chọn tùy theo sự mách bảo của trái tim mình. Thích ai bấm nấy. Ghép đôi thần tốc là nơi thể hiện cảm xúc đích thực của mình nhất. Và chúng ta sẽ đến với thời khắc quan trọng nhất, đó chính là khoảnh khắc quyết định. Sẽ có 5 giây cho các bạn. Xin mời các bạn hãy đặt tay vào nút bấm và hãy lắng nghe nhịp đập trái tim mình đưa ra một quyết định chính xác nhất sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 Dưới 1m6 cũng được. Trời, em cao 1m5 thôi ạ. Nhưng mà cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Thì em thích mắt hay mí? Răng thỏ. Nguyên răng thỏ. Răng thỏ. Anh có dám quen một cô gái Hà Nội với khoảng cách hơi xa để mình có thể đi lại không ạ? Hiện tại thì công việc anh ổn định. Nếu anh bỏ cái việc chơi game thì anh có thể di chuyển hoặc làm cái việc khác. Khi mà mở cửa ra, em thấy cái hình ảnh của ảnh nó khác so với cái giọng. Hết giờ. Hết thời gian. Một màu xanh, một màu đỏ. Bên đàn gái không có một ánh đèn nào cả. Tường ơi, bên đây cúp điện hay gì rồi? Ai em quên bấm không? Để tôi hỏi Nga, em thật sự không có bấm hả Nga? Dạ, thực ra là sau cái phút không giây là em có bấm rồi nhưng mà cúp điện thật ạ. Có bấm hả? Bây giờ em bấm lại. Bây giờ em bấm lại, đang chờ đợi. Bấm cái gì? Em chưa bấm tiền điện cho nhà gái hả? Em làm anh hết hồn vậy? Là em có bấm đúng không? Mà bây giờ là cuối cùng là em có bấm không? Dạ có. Có. Dạ. Còn em sao? Em hãy nói ly cảnh nghĩ đi. Nhà cúp điện luôn hả? Dạ, cúp điện chưa đóng tiền điện. Rồi, cúp điện chưa đóng tiền điện. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã nhìn thấy được có một cặp đôi. Đó chính là anh Tài và bà Nga. Xin mời hai bạn đi lên phía trước. Hay quá. Chúng ta đã bấm nút hẹn hò rồi thì ngại ngần gì mà không nắm tay nhau đi các bạn. Wow. Cảm xúc của Tài như thế nào? Rất là vui. Hả? Rất là vui. Vui hả? Mà lúc nãy có bị rớt trái tim ra ngoài không? Cái lúc mà cúp điện. Cũng không có nghe gì nhiều. Bây giờ rung quá, về còn rung. Nói không có nghe được. Bây giờ vẫn còn rung, cái môi còn rung luôn á thôi. Chúc mừng cho Tài và Nga ngày hôm nay. Mỗi lần mà thí dụ như bấm nút hẹn hò thì chúng ta phải làm gì để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt không? Bấm nút hẹn hò kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Mọi người ơi, chúng ta phải làm gì mọi người? Hôn đi à? Hôn đi. Em làm gì em né né vậy? Em kêu để cho đi. Hai bạn này vừa hôn vừa đi vòng vòng đây. Hôn đi là hôn nhau đi. À, hôn nhau đi. Hôn nhau đi. Tại sao Nga bấm nút? Cho mình thêm một cơ hội, biết đâu quen một chàng trai Sài Gòn ngọt ngào dễ thương.
sẽ thay đổi phong thủy luôn ạ. Đúng rồi. Chị nghĩ là giờ phút này Tài, em nên nói một lời gì đó tỏ tình ngọt ngào để chứng tỏ cái sự quyết tâm của mình trong cái mối tình này. Anh hy vọng anh sẽ là cơn bão cuối cùng để đưa con thuyền của em về bến của anh. Cơn bão nha, có cơn bão rồi bão. Bây giờ mời hai bạn kia ra chung vui luôn. Mời Vi. Vi, Duy. Mặc okay. dù là không có chọn bấm nút với nhau. Và dù cho các bạn thành công hay là thất bại thì nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, cũng sẽ dành tặng cho các bạn. Mỗi một người sẽ là một combo bột giặt John. Kính thưa quý vị, và không chỉ dừng lại ở đó, đây là một cái phần quà đặc biệt hơn nữa. Nếu như cặp đôi đã thành công trong ngày hôm nay mà tiến tới được hôn nhân thì sẽ được miễn phí sử dụng 1 năm của bột giặt chơi. Yeah. Và đây là một cặp điện thoại Realme dành cho cặp đôi đã bấm nút hẹn hò trong chương trình ngày hôm nay. Mặc dù họ không đến được với nhau, không cùng nhịp đập trái tim với nhau, nhưng vẫn được cái phần quà, đó là chiếc điện thoại Realme. Nhiều khi nhận điện thoại này xong, xin số điện thoại của nhau rồi mình lại liên lạc với nhau chẳng hạn. Đây là những phần quà dành cho những người đăng ký tham gia chương trình. Phần quà đây đến từ nước uống thảo dược Thổ Phục Linh, đã tăng cường sức khỏe cho mình nha. Đúng cái này vô. Kính thưa quý vị, hãy tiếp tục ủng hộ cho Cát Tường cũng như là Hứa Minh Đạt qua chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình cũng sẽ được phát sóng lại vào lúc 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết nối cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như các bạn đang còn độc thân và muốn tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, hãy nhanh tay đăng ký chương trình Ghép Đôi Thần Tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để đăng ký tham gia chương trình ngay nhé. Và